chương 4640, vô cấu tinh, người nọ tiến lên đánh ra một cái, kết quả chỉ có ba cột sáng. Cái gì, người nọ không thể tin được, vội vàng nói, đây không phải thực lực chân tránh của ta, để cho ta thử một chút. Đầu chọc cười cười, mỗi người đều có ba lượt cơ hội, người nọ không dám khinh thường nữa, vội vàng dốc lòng chuẩn bị, sau đó hắn đánh ra một cái, đạo tắc chấn động và hóa thành tia sáng rực rỡ. Bang, một kích này chỉ có ba cột sáng mà thôi. Người nọ kinh hãi, Hắn đã xuất toàn lực nhưng chỉ có 3 cột sáng, như vậy cho dù hắn tiếp tục phát huy vượt trình độ thì tối đa chỉ có thể đánh ra 4 cột sáng mà thôi. "Thí chủ, người bỏ qua cơ hội đánh một kích cuối cùng." Đầu chọc hỏi, người nọ ngẫm lại, hắn gật đầu, nói: "Ta buông tha, bởi vì kém quá nhiều, hắn không có chút lòng tin nào cả." Hắn cũng không lập tức rời đi, hắn muốn nhìn nơi này có ai đánh ra 5 cột sáng. Kế tiếp, mọi người từng cái tiến lên khảo thí nhưng dù cho người có thiên phú tốt nhất cũng chỉ đánh ra bốn cột sáng không có người nào vượt qua kiểm tra cuối cùng chỉ còn lại ba người lăng hàn trà sữa tam huynh đệ không ít người nói nhỏ ba người này có thể sáng tạo kỳ thích hay không đi đến phiên chúng ta trang bức đại hát cẩu vừa đi vừa nói nó đi tới trước khảo thí thạch và đánh ra một trường lúc này có năm cột sáng bay lên hí lập tức toàn trường oanh động suốt cục có người đánh ra năm cột sáng đúng là đủ châu bò Gương mặt hòa thượng vui mừng, nơi này có hạt giống Phật tử, bọn họ cũng có công lao, sẽ có khen thưởng. Đại hắc cầu lại đánh ra một trường, xoát, sáu cột sáng. Ngoá, mọi người đều mở to mắt, sáu cột sáng. Chơi ạ, à, người mạnh nhất trong bọn họ cũng chỉ đánh ra năm cột sáng, nhưng đại hán hèn mọn lại đánh ra sáu cột sáng, tranh lệch lớn tới cỡ nào. Đại hắc cầu dương dương đắc ý, nó muốn hiệu quả này. Vào lúc nó định đánh ra một cái, lúc muốn đánh bảy cột sáng nhưng lại thấy lăng hàn lắc đầu với nó không thể quá nổi bật đại hắc cầu liền thu tay lại nó dùng tư thế ngạo mạn quay về nhưng không người nào mở miệng chỉ trích bọn họ đều tràn ngập kính sợ trong thế giới này chỉ cần ngươi có thực lực cuồng vọng vậy ngươi cũng có thể liều lĩnh người khác sẽ sợ ngươi ra tới cũng tiểu thanh long nhảy ra ngoài cái gì tiểu hài này cũng muốn kiểm tra tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái trước kia đều cho rằng tiểu thanh long đi theo lăng hàn và đại hắc cầu tới chơi không nghĩ tới tiểu nam hài này lại là kẻ tham dự Bành, tiểu thanh long đánh ra một kích đạt tới sáu cột sáng. Khốn kiếp, mọi người suýt nữa té xỉu, tiểu thanh long vừa ra tay, bọn họ đều có thể nhìn ra được đối phương chính là chân ngã cảnh hàng thật giá thật, hơn nữa còn là sáu cột sáng khủng bố. Trời ơi, nhỏ như vậy đã là chân ngã cảnh, thiên phú dọa người. Đây là quái vật, đầu trào càng vui vẻ, có được hạt giống, thần miếu của bọn họ sẽ lập đại công. Tiểu thanh long lại ảo não, hắn ý định bắt đầu từ ba cột sáng, sau đó năm đạo quang hàng tới 6 cột sáng mới dừng lại, như vậy mới có thể trang bức, hiện tại nó dùng sức quá mạnh nên đạt tới 6 cột sáng. Nó không thể đánh tiếp, ít xuất hiện, bọn họ hiện tại cần ít xuất hiện. Sau khi Tiểu Thanh Long đi trở về, Lăng Hàn đi tới, hắn không cần tụ lực, chỉ đánh ra một quyền nhẹ nhàng. Ách, ba đạo quang, cẩn thận quá mức, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, mọi người đều lắc đầu, xem ra, trong trà sữa tam huynh đệ, này lão nhị không được. Không có biện pháp, mang danh lão nhị cho nên khẳng định là lão nhị. Có người lên tiếng châm chọc, chỉ cảm thấy trong ba huynh đệ có người bị loại bỏ thì bọn họ mới cảm thấy cân bằng. Ha ha, có rất nhiều người cười to, tiểu thanh long cảm thán, hắn muốn giả vờ trang bước như thế, trước hết để cho mọi người khinh bỉ, sau đó lại tát trở về, làm mọi người kinh hãi rất cả xuống đất, như thế mới hoàn mỹ. Ai, xem ra trên con đường trang bước này hắn còn kém lăng hàn rất xa. Lăng hàn lại đánh ra một quyền, bành, lúc này, năm cột sáng bay lên hóa nhìn thấy việc này rất nhiều người hô lớn thì ra ra hỏa này không phải thiên phú không được mà là đang cố ý trang bức nếu không tại sao lại có hai cột sáng xuất hiện lăng hàn cảm thấy như vậy là đủ rồi có thể vượt qua kiểm tra là đủ không cần biểu hiện quá mức nổi bật ha ha đầu chọc tươi cười vui vẻ lần này có ba người vượt qua kiểm tra đây chính là đại công những người khác bị đưa đi ba người lăng hàn thì là lưu lại bọn họ ở lại nơi này mấy ngày nữa bọn họ sẽ đi tới tổng bộ phật tộc tại tây thiên vực sẽ tiến hành sàng chọn lần cuối tại đó thời gian trôi qua rất nhanh năm ngày trôi qua ba người lăng hàn lại tiến vào truyền thống trận lần nữa lần này đi tổng bộ phật tộc tại tây thiên vực đây là vô cấu tinh tinh cầu này vốn không có tên nhưng bởi vì phật tộc tây thiên vực kiến tạo thành tổng bộ nên mới có tên cùng đi với ba người lăng hàn còn có một lão tăng hắn phụ trách dẫn ba người lăng hàn đi tới tổng bộ phật tộc hoàn thành nghi thức giao tiếp cha trà, trà sữa tam huynh đệ nghe lão tăng vẻ mặt nghiêm túc báo ra ngoại hiệu của ba người lăng hàn người phụ trách đăng ký cảm thấy cổ quái hắn nhìn tiểu thanh long nếu đều là tiểu bằng hữu như thế cái tên trà sữa tam huynh đệ xem như hợp lý nhưng còn có đại hán cao lớn và người trẻ tuổi như vậy hắn sẽ cười sặc nhất là lão tăng này còn mặt mũi nghiêm túc báo ra tương phản quá lớn sau khi hoàn thành đăng ký lão tăng trở về đám người lăng hàn ở lại nơi này chờ tất cả hạt giống từ các tinh vực tới sẽ sàng chọn Bốn ngày sau, các hạt giống đã đến đông đủ, phô cấu tinh là tổng bộ Phật tộc tại Tây Thiên Vực, nơi này có thần miếu khắp nơi, cũng thờ phụng Phật tổ, hương khói cường thịnh, đám người lang hàn được một nam tử tóc dài tới eo dẫn vào thần miếu. Ta tên là Thích Trường Thiên, nam tử này nói ra, hắn dừng một chút lại nói. Chỉ có đạt được tán thành chính thức mới có thể dùng họ thích. Mọi người đều gật đầu, thích là họ tục gia của Phật tổ. Vì cái gì lần chọn lựa này cao nhất là chân ngã cảnh? Thích Trường Thiên giải thích. Bởi vì đế tử các nơi khác cũng đã bước vào chân ngã cảnh, vì tranh phong với các đế tử này, chúng ta không có thời gian bồi dưỡng từ đầu. Thì ra là thế, thiên phú đầy đủ kinh diễm, nếu ngươi chỉ có thực lực sinh đan cảnh, cho dù kém một cảnh giới vẫn có thể đuổi theo. Mặc kệ các ngươi là người thừa kế gia tộc hay là đạo tử đại giáo, đến nơi đây, các ngươi chỉ là thành viên bình thường. Thích trường thiên tiếp tục nói, ngã Phật giảng duyên phận, cho nên, duyên phận chưa đủ thì các ngươi không ở nơi này. Từ hôm nay trở đi, đào thải bắt đầu. Các người có tất cả 307 người, vòng đầu tiên chỉ cần 18 người lưu lại. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người hô lớn, tỷ lệ đào thải quá cao. Nghĩ lại cũng phải, Phật tử chỉ có một, đây là việc rất bình thường. Người nọ tiến lên đánh ra một cái, kết quả chỉ có ba cột sáng. Cái gì, người nọ không thể tin được, vội vàng nói. Đây không phải thực lực chân tránh của ta, để cho ta thử một chút. Đầu chọc cười cười mỗi người đều có ba lượt cơ hội, người nọ không dám khinh thường nữa, vội vàng dốc lòng chuẩn bị, sau đó hắn đánh ra một cái, đạo tắc chấn động và hóa thành tia sáng rực rỡ. Bang, một kích này chỉ có ba cột sáng mà thôi. Người nọ kinh hãi, hắn đã xuất toàn lực nhưng chỉ có ba cột sáng, như vậy cho dù hắn tiếp tục phát huy vượt trình độ thì tối đa chỉ có thể đánh ra bốn cột sáng mà thôi. Thí chủ, người bỏ qua cơ hội đánh một kích cuối cùng. Đầu chọc hỏi, người nọ ngẫm lại, hắn gật đầu, nói. Ta buông tha, bởi vì kém quá nhiều, hắn không có chút lòng tin nào cả. Hắn cũng không lập tức rời đi, hắn muốn nhìn nơi này có ai đánh ra năm cột sáng. Kế tiếp, mọi người từng cái tiến lên khảo thí, nhưng dù cho người có thiên phú tốt nhất cũng chỉ đánh ra bốn cột sáng, không có người nào vượt qua kiểm tra. Cuối cùng chỉ còn lại ba người lăng hàn, trà sữa tam huynh đệ, không ít người nói nhỏ, ba người này có thể sáng tạo kỳ tích hay không. Đi, đến phiên chúng ta trang bức, đại hắc cẩu vừa đi vừa nói nó đi tới trước khảo thí thạch và đánh ra một trường. lúc này có năm cột sáng bay lên. hí, lập tức toàn trường oanh động. suốt cục có người đánh ra năm cột sáng, đúng là đủ châu bò. gương mặt hòa thượng vui mừng. nơi này có hạt giống phật tử, bọn họ cũng có công lao, sẽ có khen thưởng. đại hắc cầu lại đánh ra một trường. xoát, sáu cột sáng. Ngoá, mọi người đều mở to mắt. sáu cột sáng. chơi ạ, à, người mạnh nhất trong bọn họ cũng chỉ đánh ra năm cột sáng nhưng đại hán hèn mọn lại đánh ra sáu cột sáng, tranh lệch lớn tới cỡ nào. Đại hắc cầu dương dương đắc ý, nó muốn hiệu quả này. Vào lúc nó định đánh ra một cái, lúc muốn đánh bảy cột sáng nhưng lại thấy lăng hàn lắc đầu với nó. Ách, không thể quá nổi bật, đại hắc cầu liền thu tay lại, nó dùng tư thế ngạo mạn quay về. Nhưng không người nào mở miệng chỉ trích, bọn họ đều tràn ngập kính sợ. Trong thế giới này, chỉ cần ngươi có thực lực cuồng vọng, vậy ngươi cũng có thể liều lĩnh, người khác sẽ sợ ngươi ra tới cũng tiểu thanh long nhảy ra ngoài cái gì tiểu hài này cũng muốn kiểm tra tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái trước kia đều cho rằng tiểu thanh long đi theo lăng hàn và đại hắc cầu tới chơi không nghĩ tới tiểu nam hài này lại là kẻ tham dự bành tiểu thanh long đánh ra một kích đạt tới sáu cột sáng khốn kiếp mọi người suýt nữa té xỉu tiểu thanh long vừa ra tay bọn họ đều có thể nhìn ra được đối phương chính là chân ngã cảnh hàng thật giá thật hơn nữa còn là sáu cột sáng khủng bố trời ơi nhỏ như vậy đã là chân ngã cảnh thiên phú dọa người đây là quái vật đầu trào càng vui vẻ có được hạt giống thần miếu của bọn họ sẽ lập đại công tiểu thanh long lại ảo não hắn ý định bắt đầu từ ba cột sáng sau đó năm đạo quang thẳng tới sáu cột sáng mới dừng lại như vậy mới có thể trang bức hiện tại nó dùng sức quá mạnh nên đạt tới sáu cột sáng nó không thể đánh tiếp ít xuất hiện bọn họ hiện tại cần ít xuất hiện sau khi tiểu thanh long đi trở về lăng hàn đi tới hắn không cần tụ lực chỉ đánh ra một quyền nhẹ nhàng, ách, ba đạo quang, cẩn thận quá mức, lăng hàn nói thầm trong lòng, mọi người đều lắc đầu, xem ra trong trà sữa tam huynh đệ này lão nhị không được, không có biện pháp mang danh lão nhị, cho nên khẳng định là lão nhị. có người lên tiếng châm chọc, chỉ cảm thấy trong ba huynh đệ có người bị loại bỏ thì bọn họ mới cảm thấy cân bằng. ha ha, có rất nhiều người cười to. tiểu thanh long cảm thán, hắn muốn giả vờ trang bước như thế, trước hết để cho mọi người khinh bỉ sau đó lại tát trở về làm mọi người kinh hãi rất cầm xuống đất như thế mới hoàn mỹ ai xem ra trên con đường trang bức này hắn còn kém lăng hàn rất xa lăng hàn lại đánh ra một quyền bành lúc này năm cột sáng bay lên ngoá nhìn thấy việc này rất nhiều người hô lớn thì ra ra hỏa này không phải thiên phú không được mà là đang cố ý trang bức nếu không tại sao lại có hai cột sáng xuất hiện lăng hàn cảm thấy như vậy là đủ rồi có thể vượt qua kiểm tra là đủ không cần biểu hiện quá mức nổi bật. Ha ha, đầu chọc tươi cười vui vẻ, lần này có ba người vượt qua kiểm tra, đây chính là đại công. Những người khác bị đưa đi, ba người lăng hàn thì là lưu lại, bọn họ ở lại nơi này, mấy ngày nữa, bọn họ sẽ đi tới tổng bộ Phật tộc tại Tây Thiên Vực, sẽ tiến hành sàng chọn lần cuối tại đó. Thời gian trôi qua rất nhanh, năm ngày trôi qua, ba người lăng hàn lại tiến vào truyền tống trận lần nữa, lần này đi tổng bộ Phật tộc tại Tây Thiên Vực. Đây là vô cấu tinh, Tinh cầu này vốn không có tên nhưng bởi vì Phật tộc Tây Thiên vượt kiến tạo thành tổng bộ nên mới có tên. Cùng đi với ba người Lăng Hàn còn có một lão tăng, hắn phụ trách dẫn ba người Lăng Hàn đi tới tổng bộ Phật tộc, hoàn thành nghi thức giao tiếp. Cha, trà sữa tam huynh đệ, nghe lão tăng vẻ mặt nghiêm túc báo ra ngoại hiệu của ba người Lăng Hàn, người phụ trách đăng ký cảm thấy cổ quái. Hắn nhìn tiểu thanh long, nếu đều là tiểu bằng hữu như thế, cái tên trà sữa tam huynh đệ xem như hợp lý, nhưng còn có đại hán cao lớn và người trẻ tuổi, như vậy hắn sẽ cười sặc. Nhất là lão tăng này còn mặt mũi nghiêm túc báo ra, tương phản quá lớn. Sau khi hoàn thành đăng ký, lão tăng trở về, đám người lăng hàn ở lại nơi này, chờ tất cả hạt giống từ các tinh vực tới sẽ sàng chọn. Bốn ngày sau, các hạt giống đã đến đông đủ. Phô Cấu Tinh là tổng bộ Phật tộc tại Tây Thiên vực, nơi này có thần miếu khắp nơi, cũng thờ phụng Phật tổ, hương khói cường thịnh, đám người lang hàn được một nam tử tóc dài tới eo dẫn vào thần miếu. Ta tên là Thích Trường Thiên. Nam tử này nói ra, hắn dừng một chút lại nói. Chỉ có đạt được tán thành chính thức mới có thể dùng họ thích. Mọi người đều gật đầu, thích là họ tục gia của Phật tổ. Vì cái gì lần chọn lựa này cao nhất là chân ngã cảnh. Thích trường thiên giải thích, bởi vì đế tử các nơi khác cũng đã bước vào chân ngã cảnh, vì tranh phong với các đế tử này, chúng ta không có thời gian bồi dưỡng từ đầu. Thì ra là thế, thiên phú đầy đủ kinh diễm, nếu ngươi chỉ có thực lực sinh đan cảnh, cho dù kém một cảnh giới vẫn có thể đuổi theo. Mặc kệ các ngươi là người thừa kế gia tộc hay là đạo tử đại giáo, đến nơi đây, các ngươi chỉ là thành viên bình thường. Thích Trường Thiên tiếp tục nói, ngã Phật giảng duyên phận, cho nên, duyên phận chưa đủ thì các ngươi không ở nơi này. Từ hôm nay trở đi, đào thải bắt đầu, các ngươi có tất cả 307 người, vòng đầu tiên chỉ cần 18 người lưu lại. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người hô lớn, tỷ lệ đào thải quá cao. Nghĩ lại cũng phải, Phật tử chỉ có một, đây là việc rất bình thường chương 4641, đào thải, đào thải như thế nào? Đương nhiên không phải đối chiến, bởi vì sinh đan cảnh có thiên phú xuất chúng cũng không thể mạnh hơn chân ngã cảnh, nếu như đối chiến thì quá không công bằng với bọn họ. Thích trường thiên chắp tay sau lưng, nói, ta hiện tại sẽ truyền cho các người tiên thuật cấp tôn giả, 18 người đầu tiên lĩnh ngộ lưu lại, những người khác bị đào thải. Hắn không cho mọi người thời gian giảm sốc, hắn bắt đầu diễn luyện. Đây là, gia diệp chỉ, Hắn vừa diễn giải vừa nói chi tiết và cách điều động thiên địa đạo tắc, hắn diễn luyện nhưng không thể phát họa ra cái thần của tiên thuật, tiên thuật cấp độ này chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Thích trường thiên chỉ diễn dịch một lần, sau đó cho bọn họ ngộ và tự học. Hắn khoanh chân ngồi bên cạnh, hắn sẽ là trọng tài của tất cả mọi người ở đây. Mọi người vừa rồi mở to mắt nắm bắt nhất cử nhất động của thích trường thiên, cũng ghi nhớ cách giải thích của hắn, làm thế nào câu thông thiên địa đạo tắc mới là trọng điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, Toàn trường lặng ngắt như tờ. Ba người lang hàn cũng bắt đầu tu luyện, nếu bọn họ bị loại ở cửa đầu tiên thì đúng là buồn cười. Gia Diệp Chỉ, bảo thuật cấp tôn giả, dù đặt ở trong thánh địa cũng là tuyệt học, ở nơi này nó lại dùng để kiểm tra, cho dù bị loại bỏ thì ít nhất cũng học được bảo thuật cấp tôn giả, cũng sẽ kiếm lớn. Đương nhiên, ba người lang hàn không thèm để ý, trong tay bọn họ nắm giữ hơn 10 thánh thuật, một môn bảo thuật cấp tôn giả lọt nổi vào mắt bọn họ. Chỉ qua một ngày, lăng hàn cũng đã hiểu thông ảo diệu của già diệp chỉ hắn không lập tức đứng lên hắn chỉ chờ đợi qua nửa ngày sau tiểu thanh long đứng dậy ra học được rồi hắn nói ra thân thể nhảy tới trước mặt thích trường thiên và diễn luyện thiên địa đạo tắc bị dẫn động và quấn quanh trên người hắn một ngón tay điểm ra hóa thành trùm quang trùm sáng đánh vào trên tường và tỏa sáng giống như vĩnh hằng thích trường thiên tươi cười không tệ không tệ người vượt qua kiểm tra tiểu thanh long nhìn sang lăng hàn ý là thế nào không sánh bằng long ra sao. Lăng Hàn chỉ cười cười, hắn mới không nhàm chán như thế. Lại qua cả buổi, đại hát cầu cũng thành công tu thành giả diệp chỉ, đứng hàng thứ hai. Sau đó, một ngày sau cũng có nhiều người khác thành công. Lăng Hàn đợi đến lúc người thứ 15 mới diễn luyện và vượt qua kiểm tra. Tổng cộng 5 ngày, 18 tên hạt giống đã xuất hiện, những người khác bị đào thải. Kế tiếp sẽ là chiến đấu đào thải. Thích Trường Thiên nói ra, quy tắc giống nhau, ta dạy các người một bộ tiên thuật, các người tự hành tìm hiểu, 15 người đứng đầu sẽ vượt qua, ba người đào thải. Người bị đào thải có thể lựa chọn ở lại Phật tộc, cho dù không thể thành Phật tử cũng có thể làm hộ pháp kim cương. Không cho mọi người thời gian suy nghĩ, Thích Trường Thiên lại diễn dịch một bộ tiên thuật mới tên là Thiên La Cước. Đây cũng là bảo thuật cấp tôn giả nhưng còn khó hơn giả diệp chỉ vài phần. Đối với Lăng Hàn mà nói đây không phải việc khó, hắn chỉ dùng thời gian một ngày là có thể nắm giữ. Cũng giống lúc trước, hắn không có lập tức đứng lên, mà là lựa chọn ít xuất hiện. Kết quả, Tiểu Thanh Long lại dẫn đầu vượt qua kiểm tra, sau đó là Đại Hắc Cẩu, Lăng Hàn chờ tới người thứ 12 mới xuất hiện. Thích Trường Thiên liếc mắt nhìn hắn, bởi vì Lăng Hàn ở cửa thứ nhất trôi qua cũng không thoải mái, cửa thứ hai hắn sẽ xếp hạng cuối cùng, thậm chí bị loại bỏ cũng bình thường, ê nhưng Lăng Hàn lại xếp hạng thứ 12, đây là việc làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. 7 ngày sau đó, đào thải chấm dứt, đào thải vòng thứ ba cũng giống như vậy, bảo thuật đổi thành thiên hoa quyền, trước top 3 không thay đổi, là tiểu thanh long thứ nhất, đại hắc cầu thứ hai, người đứng thứ ba tên là Giao Toàn Nghĩa, hắn là đạo tử thánh địa cho nên thiên phú rất cao. Bởi vì mỗi lần đều đứng thứ ba, sắc mặt Giao Toàn Nghĩa không dễ nhìn, hắn đường đường đạo tử thánh địa nhưng lại không bằng hai gia hỏa không có danh tiếng, hai người này nhìn có phần không đáng tin cậy, nhất là tiểu hài tử, vẻ mặt rất hèn mọn bị ổi. Bị hai người này áp chế, Giao Toàn Nghĩa cảm thấy không cam lòng. Lăng Hàn lần này xếp hạng thứ 9, việc này càng làm cho Thích Trường Thiên giật mình, kiểm tra càng ngày càng khó, tại sao thứ tự của hắn càng ngày càng cao. Trang bước, Thích Trường Thiên lập tức đưa ra một kết luận, ánh mắt của hắn nhìn Lăng Hàn mang theo vài phần kỳ lạ. Nếu Lăng Hàn biết rõ, hắn nhất định sẽ phi thường phiền muộn, bản thân mình chỉ muốn ít xuất hiện mà thôi. Khảo nghiệm sau đó, 18 người đã biến thành 9 người. Kế tiếp là học Phật pháp, Thích Trường Thiên dẫn bọn họ đi vào thần miếu khác nơi này có rất nhiều tăng lữ đang ngâm sướng và phát ra âm thanh minh mông cuồn cuộn, tâm linh mọi người trống rỗng như gặp Phật tổ. lang Hàn phát hiện, thiện sướng này cực kỳ có vận luật, không bàn mà hợp ý thiên đạo. Trong lòng của hắn hiểu ra, đây là công pháp lục tứ minh vương chú nhưng hiệu quả kém hơn nữa, hơn nữa cũng không thể trừ tà minh tâm, ngược lại có thể mê hoặc lòng người, càng làm người ta kính ngưỡng vô hạn với Phật tổ. Nếu như chỉ một người thiện sướng, thiên tài có thể dùng ý chí cường đại chống cự, nhưng ít ra có mấy trăm tăng lữ cùng thiện sướng, ảnh hưởng sẽ to lớn lắm. Hắn vội vàng dùng thần thức truyền âm với Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu, bảo hai người không được chủ quan, bọn họ tới để lừa gà tài nguyên tu luyện chứ không phải đầu nhập vào Phật tộc. Trong đại điện, một vị cao tăng tới giảng Phật Pháp cho bọn họ. Đây là một La Hán. Trong Phật tộc, Thánh Nhân xưng là Phật Đà, Tôn Giả xưng Bồ Tát, mà Cường Giả cấp giáo chủ xưng là La Hán, bởi vậy đây là đại năng tiểu thừa cảnh. Miệng hắn như nở hoa, thao thao bất tuyệt, nói có sách, mách có chứng, làm cho người ta tin phục. Nội tâm lăng hàn cảnh giác, hắn mẫn cảm phát hiện, kỳ thật đây là biện pháp tẩy não quán thâu lý niệm Phật tộc. Không giống với chiến thần cung, bọn chúng dùng giết chóc làm người ta xa đọa Phật tộc làm cao minh hơn nhiều, bọn họ đều là cao thủ tu linh hồn, cũng am hiểu linh hồn ảnh hưởng nhất. Mấy ngày sau, mọi người đã biến hóa, tràn ngập thành kính với Phật tổ, đó là sùng bái từ nội tâm. Lăng Hàn âm thầm sợ hãi thán phục, nhưng hắn không quan tâm, âm thầm dùng lục tử minh vương chú nhắc tỉnh mình và tiểu thanh long đại hắc cầu minh tâm kiến tính có thể xua tán tất cả cảm xúc mặt trái nói ra thật châm trọng lục tử minh vương chú vốn là đế thuật của phật tộc bây giờ lại bị lang hàn dùng để chống đỡ phật pháp bảy ngày sau la hán chấm dứt giảng kinh hắn đứng lên rời đi thích trường thiên xuất hiện thản nhiên nói đi theo ta đào thải tiếp tục bắt đầu từ lúc này mỗi lần cũng chỉ đào thải một người nhưng khảo nghiệm cũng không hề giới hạn trong tiên thuật mà là còn kiểm tra chiến lực, dù sao Phật tử không có khả năng ở nhà mãi mãi. Hai tháng sau, chín người biến thành bốn người, trừ ba người lăng hàn ra, tất cả người khác đều bị loại trừ. Tiểu hàn tử, xảy ra tình huống, tam thập tam thiên Phật thổ có người tới. mươi 4642, chặn ngang một cước. Phần quan trọng chân chính của Phật tộc không nằm trong tinh không, mà là Phật thổ do Phật tổ dùng thủ đoạn vô thượng mở ra. Phật thổ ở đâu, chỉ biết đó là tam thập tam thiên, các tư liệu khác trống rỗng, nó thần bí giống như chiến thần cung đông nam tây bắc bốn đại thiên vực đều có tổng bộ phật tộc từ đó phụ trách mở rộng giáo lý phật tộc bồi dưỡng tín đồ hàng tỷ năm qua đi tất cả được an bài đâu vào đấy tín đồ phật tộc thật sự càng lúc càng nhiều nhưng phật thổ rất thần bí đã có bốn đại thiên vực đại biểu bọn họ cũng không hiện thân giống như sự tồn tại của phật thổ chỉ có trong truyền thuyết mà thôi nhưng bây giờ người phật thổ tới a à, lang hàn cảm thấy hứng thú là ai là gia hỏa gọi là thích vĩnh vân tuổi còn trẻ nhưng phi thường cao ngạo. Đại hắc cầu nói ra, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta, mặc kệ bọn chúng làm cái gì. Cũng phải, chúng ta đến đây lừa gạt tài nguyên tu luyện, cũng không phải thanh lý môn hộ cho bọn chúng. Đại hắc cầu gật đầu, cũng không xem việc này là việc quan trọng. Bọn họ không xem đây là chuyện quan trọng, cũng không qua mấy ngày, Thích Vĩnh Vân đã đốt lửa lên người bọn họ. Ngày hôm nay, bốn hạt giống như Lăng Hàn đang tập trung tu luyện, lúc này có kẻ không mời đã xuất hiện ha ha đã có ta ở đây còn cần chọn lựa người ngoài làm phật tử ân bốn người lăng hàn mở mắt ra nhìn người tới đây là một người trẻ tuổi hắn mặc tăng y màu trắng khí thế xuất trần thích vĩnh vân đại hát cầu dùng thần thức truyền âm nói với lăng hàn và tiểu thanh long lăng hàn gật đầu xem ra bọn họ không muốn gây chuyện nhưng người khác lại muốn chọc lên đầu bọn họ vĩnh vân nói năng cẩn thận thích trường thiên thản nhiên nói thích vĩnh vân cười ha ha hắn nhìn thích trường thiên nụ cười cũng thu liếm nơi này có gì cần phải cẩn thận hay vô ý ta đến từ phật thổ ta là người dòng chính những cặn bã sinh ra không tín ngưỡng phật tổ tính là cái gì đây là chuyện tây thiên vực chúng ta không cần ngươi tới vung tay múa chân thích trường thiên hừ một tiếng nhưng hắn rõ ràng là cao thủ hóa linh cảnh nhưng cực kỳ nhẫn nại với thích vĩnh vân chỉ là chân ngã cảnh xuất thân phật thổ thì trời sinh tài trí hơn người sao thích vĩnh vân lắc đầu Phật thổ thâm cư tại tam thập tam thiên, nhưng cũng không có nghĩa mặc kệ mọi chuyện, ngồi nhìn phân bộ các người dẫn Phật tộc đi lạc lối, phát triển càng ngày càng kém. Nói hưu nói vượn, thích trường thiên đã không nhịn được, Phật tộc bốn đại thiên vực có thể nói đang phát triển không ngừng, làm gì tới phiên tiểu tử này vô oan. Hắn đứng lên và nhìn chầm chầm vào thích vĩnh vân, khí tức hóa linh cảnh lưu chuyển, hắn giống như hóa thành kim cương trợn mắt, tràn ngập lực uy hiếp. Thích vĩnh vân hoàn toàn không sợ, hắn xuất quyền tấn công thích trường thiên đương nhiên đây không phải là công kích cho dù thích vĩnh vân cuồng vọng thế nào cũng không dám chủ động công kích hóa linh cảnh đây là hành vi muốn chết đây là phật dụ của đại vân bồ tát chính ngươi xem đi thích vĩnh vân nói ra hắn vẫn tươi cười giống như đã tính trước thích trường thiên áp chế tức giận trong lòng hắn mở phật dụ ra và sắc mặt tối tăm đây đúng là chỉ lệnh của đại vân bồ tát nói hắn rất bất mãn khi phật tử tây thiên vực bị giết cho rằng đây là nhục nhã lớn của phật tộc bảo phật tộc tây thiên vực mau chóng tìm ra hung thủ đòi lại công lý. Mặt khác, chuyện lựa chọn Phật tử, hắn cực lực đề cử Thích Vĩnh Vân. Thích Trường Thiên biết rõ, Thích Vĩnh Vân này chính là thân nhân tục gia của Đại Vân Bồ Tát, cho nên hắn viết ra Phật dụ thiên vị cũng không khó hiểu, nhưng đường đường Bồ Tát còn không chặt đứt thất tình lục dục. Đương nhiên Phật tộc Tây Thiên vực cũng có Bồ Tát, nhưng người đi ra từ Phật thổ trời sinh cho rằng mình tài trí hơn người, Phật dụ của Đại Vân Bồ Tát ai dám không để trong lòng. Ta không làm khó ngươi, cho dù tranh đấu giữa Phật tử hay với các đế tử ngày sau, nói đến nói đi đều chỉ có một chữ thực lực. Thích Vĩnh Vân cao ngạo nói ra, ta hôm nay dùng thực lực phục người. Đại Hắc Cẩu nói, thực lực không phải hai chữ sao. Lăng Hàn nhún nhún vai, đầu óc có vấn đề. Ân, đại khái như vậy. Đại Hắc Cẩu gật đầu, này, các ngươi cướp lời của Long ra. Tiểu Thanh Long bất mãn, nó lập tức kháng nghị. Ánh mắt Thích Vĩnh Vân nhìn sang, hắn cười lạnh. Các ngươi trâu đầu ghé tai, hiển nhiên có ý kiến với ta đúng không? Không phải có ý kiến, là rất bất mãn. Giao Toàn Nghĩa đứng lên, rất tốt, ta thích người bất mãn. Thích Vĩnh Vân nói ra, sau khi ta trấn áp ngươi, ngươi sẽ không còn bất mãn hay ý kiến gì nữa. Tốt, nghe người thổi lâu như vậy, ta rất muốn biết người có bao nhiêu cân lượng. Giao Toàn Nghĩa không sợ, Thích Vĩnh Vân chắp tay sau lưng và tiến lên phía trước. Lên trời đánh một trận, Giao Toàn Nghĩa nói ra, dư âm chấn động tại đây sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Không cần phiền toái như vậy, hai ba chiêu mà thôi. Thích Vĩnh Vân dưới chân không ngừng, thật cuồng, sao toàn nghĩa tức giận, người đang xem thường ta. Hắn nhìn Thích Trường Thiên, nhưng Thích Trường Thiên lại không quan tâm, trên mặt còn mang theo trào phúng. Phật thổ là thánh địa trong nội tâm của Phật tộc, đây là ưu thế tiên thiên, hơn nữa trên người Thích Vĩnh Vân còn mang theo Phật dụ của Bồ Tát, Thích Trường Thiên đã chiếm cứ ưu thế đại nghĩa. Đến đây đi, Thích Vĩnh Vân nói ra, sao toàn nghĩa hừ một tiếng, hắn tung người tấn công Thích Vĩnh Vân. Hắn vốn chính là đạo tử thánh địa, bình thường nhận rất nhiều lời tán dương và nịnh nọt, hắn thích thái độ cao cao tại thượng của Thích Vĩnh Vân hay sao? Người đi ra từ Phật thổ thì như thế nào, đánh người phục là được. Hừ, mặt hàng như vậy cũng xứng cạnh tranh Phật tử, đúng là không biết sống chết. Thích Vĩnh Vân đánh ra một trường hóa thành một cự trưởng màu vàng, trong không khí còn có Phật âm thiện sướng, rõ ràng là chiến đấu vì tư lợi nhưng lại làm cho người ta cảm giác rất thánh khiết. Oanh, một trường đánh giao toàn nghĩa phun máu tươi, đối phương lão đảo lui trở lại không chịu nổi một kích, Thích Vĩnh Vân khinh thường nói ra, nếu loại người như ngươi lên làm Phật tử, chẳng phải sẽ làm người trong thiên hạ chê cười Phật tộc chúng ta không người. Giao toàn nghĩa phun máu tươi, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng nhưng vô lực phản bác. Tài nghệ không bằng người, nói cái gì cũng càng làm bản thân yếu đuối. Hắn không ngờ rằng, mình đường đường là đạo tử thánh địa, đánh không lại đế tử cũng không có gì, tùy tiện một người đi ra từ Phật tộc lại đánh hắn không có lực hoàn thủ. Hơn nữa tranh lệch còn to lớn như thế, Thích trường thiên khẽ cao mày, Phật tộc bốn đại thiên vực cũng được xưng là Phật tộc, nhưng không ai biết rõ truyền thừa chính thức đang nằm tại Phật thổ. Sao toàn nghĩa bại, chỉ còn lại ba người, hy vọng ít nhất có thể đối kháng hơn mấy chiêu, không nên thua quá khó coi, như vậy hắn mới có thể chờ lệnh của Bồ Tát, bằng không hắn sẽ bị mắng thê thảm. Kế tiếp là ai? Ánh mắt thích vĩnh vân nhìn sang ba người lăng hàn, trong mắt mang theo khinh thường nồng đậm. Chương 4643, Lão Nhị, danh con, ra đến chiếu cố ngươi, Đại hắc cầu đi tới, sắc mặt thích vĩnh vân trầm xuống, mọi người có thể giao phong ngôn ngữ nhưng người mắng chửi người là có ý gì. Nếu để loại người này lên làm Phật tử, như vậy mặt mũi Phật tộc sẽ mất hết. Hừ, người là dễ hành gì, hắn không có lập tức nổi giận, hắn đến từ Phật thổ, hắn cảm giác mình quá tốt, cho rằng trừ phi là đế tử, nếu không chẳng ai địch nổi hắn, hắn cho rằng mình có thể cao cao tại thượng. Hắn cho rằng đánh bại bốn người lăng hàn chỉ là rất nhỏ, căn bản không có gì đáng tự hào. Sở dĩ không có một hơi đánh bại bọn họ, hắn cần cho rằng nên giả vờ một ít, dù sao, hắn không thể trang bức trong Phật thổ, hiện tại là cơ hội hiếm có, hắn không thể bỏ qua. Đại Hắc cầu vui cười, nó chỉ về phái sau và nói. Gia chính là lão đại của trà sữa tam huynh đệ, người gọi ra là lão đại đi. Lão đại cái đầu của ngươi, sắc mặt thích vĩnh vân lại khó coi hơn vài phần, người dám chiếm tiện nghi của ta. Người thật to gan lớn mật, dám trêu chọc cả ta. Hắn điềm nhiên nói, Trêu chọc ngươi tính là cái gì, ngươi chẳng đáng là gì cả." Đại Hắc Cẩu kêu lên, Thích Vĩnh Vân đã không nhịn được, hắn hét lớn một tiếng và tấn công Hắc Cẩu, oanh, lực lượng của hắn bạo tăng, Phật quang hiện ra sau đầu, kim quang lóng lánh và tràn ngập cảm giác thánh khiết. Gương mặt hắn đầy dữ tợn, hắn đằng đằng sát khí. Như vậy sẽ phá hư hình tượng của hắn hay sao? Sai, Phật tộc giải thích việc này chính là hóa thân kim cương trừng mắt, hàng yêu trừ ma. Thích Vĩnh Vân đánh ra một trường cự trưởng màu vàng mang theo phù văn đáng sợ. Đại hắc cầu không sợ, nó ngăn cản trực tiếp. Oanh, 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 hai người dùng toàn bộ chiến lược đánh nhau. Chân ngã cảnh có thể điều khiển thiên địa đạo tắc, lực lượng chiến đấu như vậy cũng vận dụng tới đạo tắc, từng trật tự thần liên xuất hiện và bị hai người hóa làm vũ khí công phạt lẫn nhau. Thích trường thiên mở to mắt, hắn không dám tin vào mắt mình. Hắn cho rằng đại hắc cầu có thiên phú võ đạo tốt nhưng nhân phẩm hèn mọn bị ổi, thật sự không phải người thích hợp làm Phật tử nếu không phải chọn lựa Phật tử không có quy định về hình tượng, hắn nhất định sẽ đào thải đại hắc cầu ngay từ đầu. Nhưng bây giờ đại hắc cầu lại làm hắn ngạc nhiên, nó có thể đánh ngang tay với Thích Vĩnh Vân, từ đó cho thấy thực lực cường đại. Phải biết rằng, Thích Vĩnh Vân chính là chân ngã cảnh trung kỳ, mà đại hắc cầu thì sao? Chân ngã cảnh sơ kỳ, thua một tiểu cảnh giới còn có thể đánh thành như vậy, thiên phú võ đạo của đại hắc cầu cường đại có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng đại hắc cầu cũng kém một tiểu cảnh giới, nó dần dần bị thích vĩnh vân áp chế, hơn nữa hoàn cảnh xấu càng lúc càng lớn, nó không thể không thả người lui về phía sau. Thắng bại chưa phân, vì sao phải trốn? Thích vĩnh vân lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt tỏa ra hung quang, hắn đã động sát ý, muốn nhân cơ hội này tiêu diệt đại hắc cầu, trung niên hèn mọn bị ổi này quá rảo hoạt, hoàn toàn không liều mạng với hắn. Phân con em ngươi, đại hắc cầu quát lớn, ngươi là chân ngã cảnh trung kỳ, ra vẫn chỉ là sơ kỳ, đánh cái gì? Nếu không, người tự chảm tu vi, ra không ngại đánh người phun phân ra khỏi miệng. Ngóa, khóe miệng thích vĩnh vân co giật, tại sao trên da hỏa hèn mọn này không có một chút mấu chốt nào thế, nói cái gì cũng dám nói sao. Đến, lão nhị, người lên, đại hắc cầu đầy lăng hàn, lão nhị, lão nhị, lão nhị, lăng hàn mặt tối sầm, lão hắc đáng chết, tại sao lại lấy cái tên mất mặt như thế, hơn nữa hắn còn là lão nhị. Trà sữa tam huynh đệ, thích vĩnh vân thì thào, hắn nhớ rõ đại hắc cầu nói mình là lão đại trà sữa tam huynh đệ, như vậy lão nhị cũng là thành viên trong đó ngươi là lão nhị hắn nhìn về phía lăng hàn lăng hàn lập tức nổi giận hắn lao tới và vung quyền khốn kiếp ngươi mới là lão nhị bành một quyền này quá nhanh thích vĩnh vân hoàn toàn không ngăn được hắn bị đánh liên tiếp và lui về phía sau hắn vừa đau vừa sợ một quyền này quá nhanh nhưng vào lúc này lăng hàn nhảy lên cao và xuất quyền bành hắn vội vàng dùng hai tay ngăn cản trước người khủng bố lực lượng ập tới hắn bị đánh lui về phía sau lần nữa. Thích Vĩnh Vân kinh hãi, gia hỏa này chỉ có tu vi chân ngã cảnh sơ kỳ, tu vi giống tên đại hán hèn mọn bị ổi, nhưng vì cái gì lực lượng của hắn lại mạnh như vậy. Hơn nữa, hắn cũng không cam chịu, tiểu tử ngươi dựa vào cái gì tức giận như vậy, người bị đánh người chính là ta đấy. Ta không có nói sai, chẳng lẽ ngươi không phải là lão nhị của hắn hay sao? Thấy hắn vẫn còn nhắc tới hai chữ lão nhị, lang hàn càng giận không kềm được, rầm rầm rầm, hắn liên tục vung quyền công kích, chiến lực bát trọng thiên tăng thêm thánh thuật, chiến lực của hắn cao tới thập tứ trọng thiên. Thích Vĩnh Vân thì sao? Tuy hắn là chân ngã cảnh trung kỳ nhưng chỉ có lực lượng thất trọng thiên, cho dù sử dụng thánh thuật, chiến lực cực hạn cũng chỉ đạt thập tam trọng thiên. Hơn nữa, thánh thuật có thể tăng thêm chiến lực sáu trọng thiên, đây là tình huống cực hạn, điều kiện tiên quyết là phải nắm giữ thánh thuật hoàn toàn, Thích Vĩnh Vân cũng không có thiên phú cao như vậy. Hắn chỉ ngẫu nhiên đạt tới chiến lược thập tam trọng thiên, đại bộ phận thời điểm chỉ có chiến lược thập nhị trọng thiên hắn có thể áp chế phó toàn nghĩa, chiến thắng đại hắc cẩu cũng được, nhưng hắn không thể thắng lăng hàn. Bang, 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 hắn chỉ chịu đòn, trên mặt, trên người bị đánh trúng, dáng vẻ của hắn cực kỳ thê thảm. Đại hắc cẩu cười vui vẻ, thích vĩnh vân đến bây giờ còn không biết hắn chọc giận lăng hàn ở điểm nào, đáng đời bị đánh. Việc này cũng bình thường, người ta xuất thân Phật thổ, có ai cho rằng lão nhị là câu mắng chửi người chứ? Ha ha ha, tiểu thanh long càng ôm bụng cười phó toàn nghĩa hả giận nhưng thực sự ảm đạm thì ra trà sữa tam huynh đệ mạnh như thế hơn nữa hình như tuổi càng nhỏ càng mạnh như vậy tiểu nam hải chưa từng ra tay mới là khủng bố nhất khá tốt khá tốt mặc dù lúc trước hắn khinh thường trà sữa tam huynh đệ nhưng cũng không có nói ra cái gì bằng không người ta tính sổ thì hắn thảm rồi nhưng trà sữa tam huynh đệ đều mạnh như vậy phật tử có phần của hắn hay sao trong nội tâm thích trường thiên thầm thoải mái tuy hắn có thể một tay chấn áp thích vĩnh vân nhưng trở ngại thân phận hắn cũng bất tiện ra tay, dù sao người ta chính là sứ giả đến từ Phật thổ. Nhưng Lang Hàn không giống, song phương cạnh tranh vị trí Phật tử, đánh một trận khôn phải rất bình thường sao. Lão nhị lão nhị, cả nhà ngươi đều là lão nhị. Lăng Hàn bắt lấy cổ tay Thích Vĩnh Vân, cũng biến đối phương thành bao cát, bành bành bành, bành tuy mặt đất nơi này được cường giả ra cố qua nhưng không chịu nổi Lăng Hàn nện như vậy, mặt đất chung quanh bị lõm xuống. Thích Vĩnh Vân thì sao? Hắn bị đánh bất tỉnh, hắn cũng không phải thể tu, khí lực của hắn rất bình thường. Đủ rồi, lúc này, Thích Trường Thiên mới mở miệng ngăn cản, chương 4644, quyết chiến khác thường. Thua trận thảm hại như thế, đương nhiên Thích Vĩnh Vân không có mặt mũi nào lưu lại, hắn vội vàng rời khỏi vô cấu tinh. Xem ánh mắt tiểu tử kia lúc gần đi nhìn ngươi, hiển nhiên hắn đã ghi hận trong lòng, muốn tùy thời trả thù. Đại Hắc Cầu nói ra, lang Hàn cười nhạt một tiếng, chúng ta sắp trở thành Phật tử Tây Thiên Vực, đến lúc đó, Thích Vĩnh Vân cũng chỉ có thể đến chính diện, có gì phải sợ. Cũng thế, Đại Hắc Cẩu gật gật đầu, nó cũng yên lòng. Đúng rồi, chúng ta ai làm Phật tử? Tiểu Thanh Long nói, hiện tại Phó Toàn Nghĩa đã lui, chỉ còn lại ba người chúng ta, Phật tử nhất định là một trong chúng ta, nhưng ai đảm đương? Cẩu ra đến, Đại Hắc Cẩu chẳng biết xấu hổ, ra là Lão Đại mà, Lão Đại con em ngươi. lang Hàn và Tiểu Thanh Long đá Đại Hắc Cẩu bay ra ngoài. Nhưng nói thật, lão hắc lên làm Phật tử khả năng không lớn. Lăng Hàn nghiêm túc nói ra, không phải nói ngươi tiên phú không được, mà là hình tượng của ngươi. Chật chật chật, phi, ra không muốn quá đoan chính, đại hắc cầu không phục, vì cái gì người khác đều nói nó hèn mọn bị ổi. Ân, nhất định là ghen ghét nó, khẳng định là như vậy, thăn lăn, xem ra, chúng ta phải quyết thắng thua. Lăng Hàn nói, chả lẽ lại sợ ngươi, tiểu thanh long cao ngạo, không chỉ bọn họ đang suy nghĩ vấn đề này, cao tầng phật tộc tây thiên vực cũng nghĩ như thế trải qua tầng tầng sàng trọn trà sữa tam huynh đệ đã trổ hết tài năng nhưng phật tử chỉ có một vấn đề là chọn ai lão đại bị bài trừ đầu tiên huyền vân bồ tát nói ra thiện vân thù bồ tát gật đầu ân long tượng bồ tát cũng gật đầu nếu đại hắc cầu nhìn thấy cảnh này nó nhất định vô cùng phiền muộn cầu ra có cái gì không tốt cái gì gọi là bài trừ đầu tiên các người có lý do sao a à, cho lý do không được sao Lão Nhị và lão Tam đều là kỳ tài ngút trời. Long Tượng Bồ Tát nói: "Hai người này đều có tư cách làm Phật tử, nên lựa chọn thế nào?" Huyền Vân Bồ Tát hỏi: "Không bằng cho bọn họ đánh một trận, người thắng sẽ làm Phật tử, người thua là hạt giống tốt, xem thành tựu tương lai, tùy thời có thể chuyển thành chính thức." Vân Thù Bồ Tát đề nghị: "Đi, có thể, ba Bồ Tát là người chủ sự của Phật tộc Tây Thiên vực, tuy phía trên còn có một Phật đà tên là Hạo Dương, nhưng vị Phật đà này đã sống 11 vạn năm." sớm đạt tới hạn mức cao nhất của thánh nhân tùy thời có khả năng hóa đạo quy thiên bởi vậy vị phật đà này đã sớm biến thành biểu tượng là một loại uy hiếp bình thường hắn vẫn bế quan bảo trì trạng thái chết giả khóa khí tức sinh mệnh trôi qua như vậy hắn có thể sống thêm vài năm nhưng như vậy chẳng khác gì người chết người đần độn nói là sống không bằng chết cũng không đủ ba vị bồ tát quyết định chuyện này xem như đã định đoạt toàn bộ vô cấu tinh đều biết phật tử mới sắp sinh ra đời không phải Lăng Hàn thì chính là Tiểu Thanh Long. Trận chiến cuối cùng tổ chức vào 3 ngày sau, tin tức truyền ra, tất cả mọi người phấn chấn, rốt cục bọn họ sắp nghênh đón Phật tử mới, mà Phật tử chính là một loại biểu tượng, là một loại ký thác tâm hồn, không có Phật tử, mọi người có cảm giác thiếu đi cái gì đó. Về phần truyền thuyết về trà sữa tam huynh đệ cũng có không ít, nhất là Lăng Hàn đánh một trận với Thích Vĩnh Vân, bị truyền đi sinh động như thật, cũng hoàn toàn thần hóa Lăng Hàn. Bởi vậy, Lăng Hàn và Tiểu Thanh Long quyết đấu gây ra chú ý cực lớn, thậm chí ba vị Bồ Tát đều hiện thân. Rất nhanh, ba ngày qua đi, Lăng Hàn và Tiểu Thanh Long đứng trên quảng trường, bốn phía có đầy người đứng xem, số lượng dùng trăm vạn mà tính, bọn họ đều là người tu hành, người bình thường không có tư cách đến đây, nếu không người sẽ đông hơn vài trăm lần. Ba vị Bồ Tát đều ngồi trên hoa sen, bảo tướng trang nghiêm, sau đầu còn có Phật Quang Thánh khiết mà thần thánh. Bắt đầu đi, Thích Trường Thiên xin chỉ thị của ba vị Bồ Tát, sau đó tuyên bố bắt đầu trận đấu. Lão nhị, ra đã nhịn người thật lâu, hôm nay tới quyết thắng thua, xem ai càng mạnh hơn nữa. Tiểu Thanh Long kêu gào ngao ngao, Lăng Hàn cười ha ha, tốt, vậy thì quyết thắng thua. Nghe hai người đều nói năng hào khí ngất trời, mọi người tự nhiên rất chờ mong. Hai đại thiên tài quyết đấu, rốt cuộc sẽ va chạm thế nào? Đến, đến, Lăng Hàn và Tiểu Thanh Long đều hét lớn, sau đó cả hai lao nhanh về phía đối phương thật sự khủng bố quang tốc này đủ hù chết người khó trách có thể trở thành phật tử ta phục không phục không được kỳ tài ngút trời sắp chiến đấu khẳng định sẽ kịch liệt và đặc sắc tất cả mọi người cảm thán những gì nhìn thấy quá trâu bò xíu yêu yêu xíu yêu yêu lang hàn và tiểu thanh long đã tới rất gần bọn họ liên tục ra tay tảng đá cây kéo bao khốn kiếp trong khoảng thời gian ngắn người xem toàn trường sắp thổ huyết đây là thiên tài quyết đấu Khốn kiếp, đây là thiên tài quyết đấu hay sao? Quản tu tì, không hổ là lão nhị, lại suy nghĩ giống như ra, đều ra bao. Tiểu thanh long rất tán thưởng, tốt, lại đến, lúc này ra suốt tuyệt chiêu, nhất định phải thắng ngươi. Đến đây đi, hai người đều ra nắm đấm, lại đến, hô, gió thổi qua, tất cả mọi người cảm thấy lạnh lẽo. Các ngươi, có biết liêm sỉ là gì hay không? Oản tu tì chọn Phật tử, chẳng lẽ việc này tùy tiện như vậy? nếu chuyển ra ngoài sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ có người nào chọn phật tử như vậy không sắc mặt ba vị bồ tát cũng biến thành màu đen người xem bọn họ đích thân tới hiện trường dùng tỏ vẻ thận trọng việc chọn lựa phật tử kết quả thì nào chính là muốn các ngươi tranh tài nghiêm túc một chút chăm chú một chút tảng đá cây kéo bao lang hàn và tiểu thanh long không ngừng khoa tay múa chân hai người giống lớn giống như huyết chiến rất kịch liệt bọn họ hét càng lớn đám người càng im lặng được hai gia hỏa này là lợn chết không sợ nước sôi nói rõ không chịu đau thật thương đổ máu với nhau suy nghĩ một chút nữa bọn họ đều động dung vị trí phật tử bày ra đó tin tưởng rất nhiều người không quan tâm tới cái gì là phụ thân nhi tử hai người này tốt rồi đặt tình nghĩa huynh đệ lên vị trí rất cao có tình có nghĩa như thế không phải càng tốt sao có rất nhiều người cảm động bắt đầu từ điểm này biện hộ cho lăng hàn và tiểu thanh long cho rằng đây mới là phương thức tốt nhất nếu không cho dù ai thắng được và thành Phật tử, khi đó tình cảm huynh đệ sẽ tan vỡ. Trên thực tế, Lăng Hàn và Tiểu Thanh Long hoàn toàn làm rất ác tâm, nếu bảo bọn họ huyết chiến, nói không chừng không cẩn thận sẽ dùng kỹ pháp bọn họ am hiểu. Nơi này có tới ba vị tôn giả, bị bọn họ nhìn ra thì làm sao bây giờ? Cho nên, bọn họ mới nghĩ ra biện pháp quản tù tì, dù sao Phật tử cũng rơi vào người bọn họ, nước phù sa sẽ không chảy ruộng người ngoài. Bị mọi người hiểu lầm là huynh đệ tình thâm chương 4645, bài vị chiến. Khoa tay múa chân nửa ngày trời, Lăng Hàn và Tiểu Thanh Long đều có kết quả. Không được, ba ván tháng hai, Tiểu Thanh Long nổi tính xấu, thỏa mãn ngươi, qua một lúc sau, năm ván tháng ba, bảy ván tháng bốn, Tiểu Thanh Long càng thua càng nhiều, hạn mức quyết đấu không ngừng tăng lên, sắc mặt ba người vân thủ Bồ Tát càng ngày càng khó coi, bọn họ cảm thấy oan ức. Đủ rồi, huyền vân Bồ Tát đứng, Phật tử là lão nhị trà sữa tam huynh đệ, ban tên thích tín minh soát ba vị bồ tát phất tay áo rời đi bọn họ rất tức giận thích trường thiên đi tới sắc mặt của hắn cũng không đẹp chút nào hắn cố nặn ra nụ cười và nói chúc mừng ngươi trở thành tân nhiệm phật tử lang hàn cười cười nhanh lấy đế thuật phật tộc ra cho ta thích trường thiên trợn mắt không có khả năng cái gì ta là phật tử không học được đế thuật của phật tộc ta làm sao đấu với các đế tử khác lang hàn vội vàng kêu lên hắn tiến vào phật tộc chính là vì muốn học đế kinh hiện tại lăng hàn thiếu sót nhất chính là đế kinh đây là ngăn cản quan trọng trên đường thành tựu cao nhất của hắn không có lập nhiều công lao làm sao có thể tập đế thuật thích trường thiên nhịn một chút và giải thích một câu dù sao kẻ này chính là phật tử chiêu bài của phật tộc tây thiên vực cho dù thế nào cũng phải tỏ vẻ tôn trọng một chút lăng hàn phiền muộn đã lên làm phật tử rõ ràng còn không thể học được đế thuật khó trách lúc trước thích vĩnh minh yếu như vậy ai lăng hàn không có tranh luận dù sao cũng vô dụng hắn và tiểu thanh long hồi đều quay về thần miếu bọn họ tiếp tục tu luyện cho dù đế thuật không có tài nguyên tu luyện cũng không thể thiếu đã thành phật tử đương nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng chẳng những lăng hàn không thiếu tài nguyên tu luyện ngay cả tiểu thanh long cũng không thua kém gì lăng hàn hắn là hạt giống phật tử vạn nhất lăng hàn xảy ra chuyện gì hắn sẽ thay thế tuy phật tộc tây thiên vực không thể so sánh với đế tộc nhưng lại mạnh hơn thánh địa rất nhiều đồng thời bồi dưỡng hai người cũng không khó khăn. Lăng Hàn và Tiểu Thanh Long sẽ không độc hưởng tài nguyên, tất cả xuất ra một bộ phận giao cho Đại Hắc Cẩu, cam đoan công bằng. Có tài nguyên tu luyện nền không ngừng, ba người Lăng Hàn tiến bộ rất nhanh, qua nửa năm, bọn họ đã sắp đạt tới chân ngã sơ kỳ đỉnh phong. Trong thức hải của Lăng Hàn đã có tám tượng gỗ chân ngã, tuy là tượng gỗ nhưng lại có đạo tắc quấn quanh, phù văn rậm rạp, thần uy khó lường. Còn kém một chút, Lăng Hàn thì thào, chỉ cần lại xây dựng chân ngã, Hắn sẽ đạt tới chân ngã đệ nhất hình, chín tượng gỗ sẽ biến thành thạch thai, khi đó linh hồn sẽ biến hóa về chất. Lực lượng hiện tại của ta là bao nhiêu? Lăng Hàn tùy ý đánh ra một quyền, hư không chấn động, thập tam trọng thiên. Thể thuật và bí lực của hắn đều đạt tới cửu trọng thiên, cả hai cùng bộc phát đạt tới thập tam trọng thiên. Phải biết rằng, cho dù là chân ngã đại viên mãn bình thường tu đến mức tận cùng cũng chỉ có thực lực thập nhị trọng thiên, Lăng Hàn đã vượt qua, hơn nữa, hắn còn không có đạt tới chân ngã đệ nhất hình đỉnh phong đúng là hoài niệm quyền đánh đế tử đùa giỡn đế nữ hắn cảm khái một câu thời gian hai năm qua hắn luôn dốc lòng khổ tu gần như không có đánh nhau việc này làm hắn không quen đúng lúc này đột nhiên hắn bị thích trường thiên gọi tới tín minh thích trường thiên ngồi thiền trước phượng phật cảm ứng được lăng hàn đã đến hắn xoay người lại nhìn về phía lăng hàn cái gì lăng hàn sướng sờ sau đó mới kịp phản ứng đây là gọi mình hắn ở trong phật tộc có tên là thích tín minh khóe miệng thích trường thiên co giật chưa thấy qua phật tử nào không tự giác như thế hắn ho khan một tiếng nói ngươi là phật tử mới của tây thiên vực chúng ta mà bắc thiên vực cũng có một phật tử mới lang hàn biết rõ phật tử cũ của bắc thiên vực đã bị phế dường như là bị thích vĩnh minh ra tay cho nên thời gian qua lâu như thế phật tộc bắc thiên vực mới chọn ra một người việc này cũng hợp lý cho nên phật tộc bốn đại thiên vực ý định tổ chức một cuộc tỉ thí thích trường thiên lại nói tiếp Ngươi và Nghiễm Vân Thiên đi tới Đông Thiên vực, đại biểu Phật tộc Tây Thiên vực đánh một trận. Lăng Hàn lập tức lên tinh thần, nói: "Muốn là ta thắng, như vậy có tính là đại công hi a không?" Nhìn thấy hai mắt Lăng Hàn sáng lên, Thích Trường Thiên biết rõ Lăng Hàn đang nhớ thương đế thuật, hắn cười cười, nói: "Phật tộc Tây Thiên vực chúng ta luôn đứng thứ ba cho nên, ngươi có thể bảo trụ vị trí thứ ba là đủ, nếu rớt xuống vị trí thứ tư, ngươi sẽ bị trừng phạt." "Nếu thứ nhất thì sao?" Lăng Hàn hỏi lại. Thích Trường Thiên bật cười, nói, trong vô số lần tỉ thí trước kia đều là nam thiên vực đứng đầu, Phật tử của bọn họ có thiên phú chắc tuyệt, tuổi nhỏ tinh thông Phật Pháp, rất có khả năng là đại năng của bổn tộc chuyển thế, người muốn thắng hắn. Tuyệt đối không có khả năng, vạn nhất ta thắng thì sao? Lăng Hàn tự nhiên sẽ không buông tha, tốt, nếu người có thể thắng, ta sẽ xin chỉ thị ba vị Bồ Tát truyền cho người lục tự minh vương chú. Thích Trường Thiên nói ra, một lời đã định, Lăng Hàn tươi cười, tự nhiên thích trường thiên nói ra hắn cũng không thèm để ý dù sao lục tự minh vương chú cũng nên truyền cho phật tử đây chính là phù hợp cho nên nếu lăng hàn thật sự lập đại công truyền thụ sớm một chút cũng không có gì lăng hàn trở về cùng tiểu thanh long và đại hắc cẩu lên tiếng hai gia hỏa đều xoa tay lục tự minh vương chú minh tâm kiến tính tuy không lực sát thương gì nhưng lại vô cùng hữu dụng ngươi được hay không được không được thì để cho long ra đi tiểu thanh long nói đây chính là lục tự minh vương chú Tuyệt đối phải nắm trong tay." Ha ha, Lăng Hàn chỉ cười nhạt một tiếng, chẳng muốn tranh luận với gia hỏa này vấn đề được hay không được. "Đúng rồi, chúng ta còn chưa gặp qua Thánh nữ Tây Thiên vực đấy." Đại Hắc Cẩu nói ra, rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào? Đúng là rất thần bí, nhưng mặc kệ nó, Lăng Hàn cũng không thèm để ý. Ngày hôm sau, Vân Thù Bồ Tát xuất hiện, hắn mang theo Lăng Hàn và Nghiễm Vân Thiên đi tới Đông Thiên vực. Lăng Hàn cũng đã nhìn thấy Thánh nữ Tây Thiên vực nàng miễn cưỡng có thể xem như mỹ nữ dáng người cao gầy trên người có một loại khí chất xuất trần bất cứ người nào nhìn cũng cảm thấy thoải mái rất mạnh đây là ấn tượng thứ hai của lăng hàn nhiễm vân thiên đạt tới chân ngã đệ tam hình từ đó cho hắn cảm giác áp bách rất mạnh nhiễm vân thiên nhìn sang lăng hàn nàng tươi cười và nói phật tử lăng hàn gật đầu chắp tay nói sư tỷ tốt võ giả luận bối phận đương nhiên cảnh giới cao mới là sư huynh sư tỷ vân thủ bồ tát xé mở hư không tay áo cuốn lấy và mang theo hai người rời đi. Tôn giả dẫn đường, tốc độ đương nhiên rất nhanh, chỉ qua vài ngày bọn họ đã tới Đông Thiên Vực Nguyên Sơ Tinh, đây là đại bản doanh Phật tộc Đông Thiên Vực. chương 4646, Phật tử Bắc Thiên Vực. Tôn giả giá lâm, đương nhiên cần phải có lễ ngộ cao nhất, cũng được mời vào trong thần miếu cao cấp nhất. lang Hàn và Nghiễm Vân Thiên cũng theo cùng, tại đây đốt đàn hương dùng tài liệu cao cấp nhất làm thành, có thể nhận thiên địa giao cảm, lại càng dễ cảm ứng được thiên địa đạo tác, ở chỗ này hai ngày nam thiên vực phật tử thánh nữ bắc thiên vực cũng tới luận bàn chính thức bắt đầu bề ngoài là luận bàn trên thực tế thì là phân bộ bốn đại phật tộc chiến đấu bài danh cũng giống như thực lực chỉnh thể của bốn thiên vực luôn luôn là nam thiên vực xếp hạng thứ nhất bắc thiên vực luôn hạng bét lang hàn và nghiễm vân thiên được mời lên võ đài vân thủ bồ tát không đi cùng bọn họ nhưng có lẽ cũng sẽ xem cuộc chiến không bao lâu phật tử thánh nữ bốn đại thiên vực tề tụ một đường trong ba nam ba nữ Lăng Hàn chỉ nhận ra một người, đó chính là thánh nữ Cát Tường Thiên của Bắc Thiên Vực. Trực giác của nữ nhân luôn mẫn cảm tuy hình dáng tướng mạo Lăng Hàn hiện tại thay đổi, ngay cả chấn động linh hồn cũng hoàn toàn khác biệt, Cát Tường Thiên lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Lăng Hàn làm ra vẻ không biết, hắn đặt lực chú ý lên ba nam ba nữ khác. Phật tử mới của Bắc Thiên Vực chính là nam tử trẻ tuổi cà lơ phất phơ, mang theo khí tức già dặn, rõ ràng tánh mạng hừng hực, trẻ tuổi tới cực điểm nhưng ánh mắt đầy tang thương, hình thành tương phản mãnh liệt. Lăng Hàn nhìn người này nhiều lần, trong nội tâm không biết tại sao, hắn sinh ra suy nghĩ mãnh liệt, không rõ là địch ý hay thân cận. Hắn được ban tên thích thiên vận, thiên vận, ha ha, bác thiên vực ký thác kỳ vọng vào hắn rất lớn. Lại nhìn đông thiên vực, Phật tử Phật nữ đều như cũ, Phật tử thích thiên văn, thánh nữ lâu ni thiên, cuối cùng chính là nam thiên vực mạnh nhất, Phật tử thích ma tạp, thánh nữ ô sa thiên. Không giống với Phật tử được ban tên cho, danh hào thánh nữ là kế thừa, Ví dụ như các tường thiên tao ngộ bất hạnh, thánh nữ kế nhiệm cũng sẽ xưng là cát tường thiên. Ha ha, thật sự là buồn cười, Bắc Thiên vực yếu nhất cũng dám tham gia bài danh chiến. Thích Ma tạp nói ra, trong giọng nói tràn ngập khinh bỉ Bắc Thiên vực. Người nào không biết trong bốn đại thiên vực, cho dù thực lực chỉnh thể hia chiến lực cao cấp của Bắc Thiên vực đều đứng cuối, trong lần luận bàn trước đó, thậm chí Phật tử Bắc Thiên vực đã bị thích vĩnh minh phế. Hiện tại đổi đổi Phật tử hoàn toàn mới, cho rằng có thể lật trời thật sự là khôi hài thích thiên vận cười nói chờ thời điểm rút thăm hy vọng ngươi rút thăm được ta a à hát, hát, đây là khiêu khích trần trụi sắc mặt thích thiên vận trầm xuống phật tử mới của bắc thiên vực thật sự hung hăng càn quấy hừ mặc kệ ai làm đối thủ của ta đều giống nhau hắn không sao cả cho thấy hắn tin tưởng mãnh liệt ngươi sẽ thất bại thích thiên vận chỉ cười cười rút thăm một gã tăng lữ đi tới tám người rút thăm bắt đầu giao đấu dựa theo bài danh lần trước Tây Thiên vực tới trước, kết quả, Thích Thiên vận rút thăm được Giác, mà Cát Tường Thiên rút thăm được tử. Sau đó là Tây Thiên vực, Lăng Hàn rút thăm được ất, Quảng Vân Thiên rút thăm được sửu. Lại là Đông Thiên vực, Thích Thiên văn rút thăm được ất, Lâu Ni Thiên rút thăm được tử. Kết quả đã định, Nam Thiên vực không cần rút thăm. Giao đấu như sau, Lăng Hàn đấu với Thích Thiên văn, Thích Thiên vận đấu với Thích Ma Tạp, Nhiễm Vân Thiên giao đấu Ô Sa Thiên, Cát Tường Thiên giao đấu Lâu Ni Thiên. Không tệ không tệ, thích thiên vận tươi cười nói nhiều ngươi chuẩn bị chờ bị ta đánh đi thích ma tạp rất giận dữ tiểu tử bắc thiên vực này lấy tự tin ở đâu ra hư người tiền nhiệm của ngươi vừa bị thích vĩnh minh phế ngươi quên nhanh như vậy có phải chuẩn bị theo gót hay không hắn lạnh lùng nói ra sai 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 lần này ta tới quét ngang các ngươi thích thiên vận cười nói ta rất chờ mong thích ma tạp nói đương nhiên hắn không phải chờ mong giao thủ với thích thiên vận mà là muốn phế đối phương Trận đấu thứ nhất bắt đầu, chính là Thích Ma Tạp đấu với Thích Thiên Vận. Hiện tại, người đã được như nguyện, Thích Ma Tạp thản nhiên nói, hắn mang theo sát ý không che giấu. Bốn phân bộ Phật tộc cạnh tranh với nhau, kỳ thật cũng không khác gì bốn thiên vực cạnh tranh, đối ngoại lúc nhất trí, thời điểm không đối ngoại thì bọn họ sẽ cạnh tranh với nhau. Thích Thiên Vận ngoác ngoác ngón tay, "Đến, xem ra đánh bại ngươi như thế nào." Thích Ma Tạp hừ một tiếng, hắn lao về phía đối thủ. Oanh, hắn vận chuyển một môn thánh thuật một quyền hóa thành mãnh hổ màu vàng tấn công thích thiên vận quên nói cho người biết lần trước phật tử bắc thiên vực các ngươi là bị ta một kích đả bại thích ma tạp khinh thường nói ra mãnh hổ ập tới và há cái miệng đầy máu tươi răng nanh sắc bén do đạo tắc tạo thành lực phá hoại vô cùng đáng sợ thích thiên vận không nói gì hắn xuất quyền tấn công mãnh hổ bành chỉ một quyền mãnh hổ bị hắn đánh nát bấy cái gì mọi người giật mình không có ai ngờ thích thiên vận lại mạnh như thế khốn kiếp đây thật sự là võ giả bắc thiên vực sao chỉ thấy thích thiên vận đứng đó nắm tay phải mang theo năng lượng tầng thứ cao bao phủ năng lượng giao phó cho hắn uy năng vô cùng đáng sợ quá không thể tưởng tượng nổi cho dù là thích ma tạc hay thích thiên vận hai người đều là chân ngã cảnh sơ kỳ theo lý mà nói đây là trận chiến cùng dai thích thiên vận mạnh như thế sao ta không giống đồ đần trước ta thích thiên vận nhoẻn miệng cười hắn lại làm dáng hư chỉ ngăn cản ta một chiêu người có gì mà đắc ý Thích ma tạp cảm thấy xấu hổ, hắn vừa mới nói rất hung hăng càn quấy, hiện tại hắn không xuống thang được. Nói muốn đánh ngươi nằm bẹp xuống đất, làm người không thể nói không giữ lời. Thích thiên vận cười ha ha, hắn lao tới tấn công thích ma tạp. Oanh, trên người hắn có đạo tắc quấn quanh, hai tay còn có năng lượng tầng thứ cao, hắn giống như hóa thành chiến thần. Chả lẽ lại sợ ngươi, thích ma tạp nghênh đón, bành, thích thiên vận xuất ra một quyền, thích ma tạp không địch nổi, bị hắn đánh rơi từ không trung xuống đất, thân thể nặng nề va chạm với mặt đất, mặt đất chung quanh hắn đều lõm xuống. khốn kiếp, tình huống như thế nào? tất cả mọi người ngây người. thích ma tạp có thực lực cỡ nào, nghiền áp phật tử ba thiên vực khác, hắn dùng từng trận thắng lợi đánh ra uy danh của mình. nhưng còn bây giờ thì sao? hắn bị đối thủ hành hạ. này, tuyệt đối không phải thích ma tạp yếu, mà là thích thiên vận quá mạnh mẽ. ah, hát hát, bắc thiên vực tìm được quái thai này từ đâu? nếu không phải người này có tướng mạo khác biệt lăng hàn quá nhiều linh hồn chấn động hoàn toàn khác biệt, bọn họ thật sự sẽ hoài nghi có phải Lăng Hàn giả mạo hay không, dường như chỉ có gia hỏa này mới mạnh như thế. Ngay cả Lăng Hàn cũng phải cao mày, hắn thật không ngờ, lần này chiến đấu bài danh 4 phân bộ, đối thủ bài danh lớn nhất của hắn không phải Nam Thiên Vực Thích Ma Tạp, mà là Tân Tấn Phật Tử Bắc Thiên Vực. Hiển nhiên, đối phương cũng giống như hắn, tuyệt đối không phải Phật tộc bồi dưỡng từ nhỏ từ cách nói chuyện của hắn là có thể biết được. Đây mới là điểm làm Lăng Hàn giật mình, cũng không phải xuất thân đế tộc, đối phương có thể mạnh như thế. Chương 4647, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thích Ma Tạp bò dậy, khóe miệng mang theo vết máu, trên mặt mang theo thần sắc không dám tin. Không chỉ có hắn như vậy, tất cả mọi người cũng có vẻ mặt giống như thế. Người nào không biết Thích Ma Tạp là kẻ nổi danh nhất trong các Phật tử Bốn Thiên Vực, mấy trăm năm qua chưa từng cải biến bao giờ, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại không địch lại một quyền của Thích Thiên Vận, tốt, tốt, tốt hắn cắn răng nói ra, oanh, khí tức trong cơ thể sôi trào và hóa thành từng đám mây hình nấm, hắn trở nên khủng bố. Hắn đã giận thật sự, hắn muốn giết người, thích thiên vận vẫn lười biếng, hoàn toàn không đặt đối thủ trong lòng. Chết, thích ma tạp vận dụng bổn mạng pháp khí, đó là một thanh kiếm, một kiếm quét ngang, bên trong ẩn chứa vô tận đạo tắc ngưng thực và hóa thành từng thanh kim kiếm, chỉ trong nháy mắt đã biến thành ba vạn thanh kiếm. Đế thuật, vạn kiếm quyết, một đám đại lão khiếp sợ hô lớn. Đây là đế thuật phi thường khó tu luyện, bởi vì hoàn toàn am hiểu cách vận dụng thiên địa đạo tắc mới làm được, ít nhất cũng phải đến chân ngã cảnh mới có thể tu luyện, nhưng người ở cảnh giới này có thể nắm giữ vạn kiếm quyết, từ xưa đến nay thật không có bao nhiêu người. Không hổ là thích ma tạp, không ngờ có thể tu thành vạn kiếm quyết. A, à, nếu không bị một quyền của Thích Thiên vận đánh thảm hại như thế, chỉ sợ hắn sẽ không vận chuyển đế thuật. Môn đế thuật này cực hạn có thể ngưng tụ thành 33 vạn thanh kiếm đạo tắc, tượng trưng cho 33 trọng thiên uy lực vô cùng, chính là A Hàm Phật Tổ lúc tuổi già sáng chế để trấn áp âm hồn, cho nên lực sát thương càng đáng sợ. Ha ha, Thích Thiên vẫn chỉ cười nhạt một tiếng, toàn thân thiêu đốt năng lượng tầng thứ cao, quyền mang đạo tắc, hắn trực tiếp giết vào trong vạn kiếm quyết. Bành bành bành, hắn mạnh mẽ đâm tới, hắn đánh nát tất cả vạn kiếm và xuất hiện ở trước mặt Thích Ma Tạp. Cái gì? Thích Ma Tạp mở to mắt, miệng mở to, hắn không ngờ đối thủ mạnh tới mức này, hơn nữa hắn đang vận dụng đế thuật đấy. Hắn muốn trốn tránh nhưng uy lực đế thuật mạnh thì rất mạnh, nhưng sau một kích mạnh nhất cũng là thời khắc suy yếu, hiện tại chiến lược của Thích Ma Tạp đang ở thời khắc suy yếu nhất, sao có thể ngăn cản được Thích Thiên Vận phản công. Bành, hắn trúng một quyền, Thích Ma Tạp bị đánh bay ra ngoài. Ba, hắn nằm dạp trên mặt đất, lần này hắn không thể bò dậy được nữa. Này, hai quyền mà thôi, Thích Ma Tạp đã gục xuống. Đây chính là Phật tử Nam Thiên Vực đấy, hắn còn là biểu tượng vô địch, trở thành ác mộng của ba Phật tử khác có ai ngờ hắn bị giải quyết dễ dàng như vậy chứ? Nằm mơ, sự thật bày ra trước mặt, ngàn vạn ánh mắt nhìn rõ ràng, đây chính là sự thật. Thú vị, lăng hàn thì thào, ánh mắt dần dần sáng lên, hắn có thể dễ dàng hành hạ đế tử, cho nên, cho dù thích ma tạp châu bò, ở trước mặt hắn chỉ là đồ chơi mà thôi, nhưng thích thiên vận khác biệt, hắn rất mạnh, thậm chí mạnh hơn đại đa số đế tử. Chỉ từ chiến lực của đối phương biểu hiện ra, hắn ít nhất cũng ở đẳng cấp của trì mộng hàm, kim tầm đế tử có lẽ còn mạnh hơn, bởi vì vừa rồi chưa chắc đã là toàn bộ thực lực của hắn. Toàn trường yên tĩnh, đến bây giờ mọi người còn chưa tỉnh hồn sau thất bại của thích ma tạp, sau khi qua một lúc mới có người tuyên bố thích thiên vận chiến thắng, mà lúc này, bốn phía cũng sinh ra tiếng hô lớn. Không thể tưởng tượng nổi, quá không thể tưởng tượng nổi, bắc thiên vực yếu nhất lại quật khởi. Khốn kiếp, bởi vì quan hệ với lăng hàn hay sao? Hắn khích lệ thế hệ trẻ bắc thiên vực bộc phát, bắt đầu trận đấu tiếp theo. Kế tiếp là thánh nữ quyết đấu, Tuy Phật tử cùng thánh nữ đặt song song, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, thánh nữ mạnh hơn nữa cũng vô dụng, trong Phật tộc vô cùng trọng nam khinh nữ, chức vụ quan trọng đều do nam nhân đảm nhiệm, thậm chí thánh nữ không cách nào tu hành công pháp cao nhất. Cho dù học được đế thuật như Lục Tử Minh Vương chú cũng chỉ là bản thiếu. Cho nên, thánh nữ quyết đấu cũng rất đặc sắc nhưng mọi người không chú ý, xem như đây là giải trí, cũng không ảnh hưởng tới kết quả chiến đấu. Sau cuộc tranh tài, lúc này mới tới tiết mục chính. Phật tử Tây Thiên vực giao đấu Phật tử Đông Thiên vực. Bởi vì là địa bàn Phật tộc Đông Thiên vực, cho nên Thích Thiên Văn vừa xuất hiện đã có tiếng hoan hô rất lớn, cũng khuyên khích hắn cố gắng. Tất cả mọi người cho rằng, Tây Thiên vực cũng đổi một Phật tử, nhưng cấp độ võ đạo Đông Thiên vực luôn áp chế Tây Thiên vực, tin tưởng Phật tử mới không thể cải biến kết quả. Cho nên, chỉ cần Thích Thiên Văn thắng được, như vậy cho dù hắn thua Thích Thiên Vận thì hắn vẫn bảo trì bài danh thứ hai. Nhận thua đi, Thích Thiên Văn thản nhiên nói ra hắn muốn tiết kiệm lực lượng thời điểm giao đấu với thích thiên vận cũng có thể chống đỡ thêm mấy chiêu hắn tự hiểu lấy mình hắn tuyệt đối không phải đối thủ của thích thiên vận bởi vì hắn còn không đánh lại thích ma tạp lang hàn mỉm cười ngươi cho ta bao nhiêu chỗ tốt dù sao hắn tới tìm tài nguyên tu luyện và đế thuật nếu như lợi ích đầy đủ hắn nhường ra vị trí đệ nhất cũng không sao hắn vừa nói ra lời này sắc mặt mọi người cổ quái có người yêu cầu chỗ tốt như vậy sao có kẻ dám ăn gian trước mặt mọi người Thích Thiên Văn Bảo Lăng Hàn nhận thua, đó là một loại tự biểu hiện tin, Lăng Hàn vừa nói như vậy lại biến thành hai người lén trao đổi, cố ý điều khiển trận đấu. "Phi, Phật tử chúng ta dễ dàng thắng ngươi, cần gì phải hối lộ chứ? Ngươi không nên nghĩ quá đẹp, ngươi căn bản không phải đối thủ của Phật tử nhà ta, ngươi nhanh nhận thua đi." "Đúng, không nên lãng phí thời gian." Phật tộc Đông Thiên vực đều kêu lên, bọn họ rất tức giận, ngươi cũng không nên vọng tưởng kéo Phật tử của chúng ta xuống nước. Lăng Hàn nhún nhún vai, nói, nếu không đồng ý trả giá, như vậy chỉ có thể đánh. Khốn kiếp, ai đồng ý trả giá với ngươi chứ? Thích Thiên Văn tức giận, tại sao lại có Phật tử đáng giận như thế? Hắn vội vàng vận dụng lục tử minh vương chú làm mình tỉnh táo lại. Đây chính là đế thuật, minh tâm kiến tính, hắn lập tức khôi phục bình thường. Thích Thiên Văn cũng lộ ra sát cơ lạnh lẽo, hắn cảm thấy Lăng Hàn quá mức đáng ghét, cho dù không giết cũng phải phế khua môi múa mép trước mặt ta là cách làm không khôn ngoan. Hắn nói ra, xíu, yêu yêu, Lăng Hàn đã tiến lên, hắn xuất quyền tấn công đối thủ. Hắn cường đại cờ nào, cho dù không sử dụng đế thuật cũng có thể bộc phát lực lượng khủng bố, hắn cũng mạnh tới mức đáng sợ. Thích Thiên Văn không kịp phản ứng, hắn đã nhìn thấy nắm đấm xuất hiện trước mặt mình. Tại sao lại nhanh như vậy? Đây là phản ứng duy nhất của hắn, sau đó hắn không kịp ngăn cản đã bị một quyền của Lăng Hàn đánh bay ra ngoài. Phốc, hắn phun máu tươi và gục xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường im lặng, nhưng kế Phật tộc tiếp đông thiên vực đã giận dữ. Ngươi dám đánh lén, quá hèn hạ vô sỉ, không tính, hủy bỏ tư cách dự thi của hắn. Bọn họ liên tục kêu lên, cũng chờ lệnh mấy vị Bồ Tát. Nhưng các tôn giả nhìn nhau, trên mặt còn mang theo thần thái kinh ngạc. Bọn họ nhìn thấy rõ ràng, tuy một quyền của Lăng Hàn khó tránh có hiểm nghi đánh lén nhưng lại không che giấu được hắn cường đại, cho dù đánh lại lần nữa, thích thiên văn cũng không địch lại, chương 4648, đối thủ mạnh nhất. Chuyện này có gì mà nói, mấy vị Bồ Tát cũng đưa ra phán xét cuối cùng, việc này càng gây ra công phẫn, Phật tộc Đông Thiên Vực đều trợn mắt nhìn Lăng Hàn, ra hỏa này đánh lén đắc thủ, làm nhục thân phận Phật tộc. Lăng Hàn không quan tâm, các ngươi tức giận thì liên quan gì tới ta. Kế tiếp là Thánh Nữ quyết đấu, cũng cho Lăng Hàn thời gian khôi phục và tiến hành trận đấu cuối cùng. Lúc này Phật tử quyết đấu chấm dứt quá nhanh, chiến đấu kéo dài 3 ngày biến thành 2-3 quyền kết thúc, kết quả khác với những năm trước. Thánh nữ chiến đấu không được mọi người chú ý, bởi vậy, hai đại thánh nữ cũng không có dùng hết toàn lực, dù sao kết quả chiến đấu không có ai quan tâm. Bởi vậy, sau hai tiếng đồng hồ, trận chiến đấu này cũng chấm dứt. Trận đấu kế tiếp cũng hỏi ý kiến của Lăng Hàn và Thích Thiên vận song phương đều đồng ý lập tức bắt đầu, cũng không cần kéo dài tới ngày mai. Chiến đấu lập tức bắt đầu, Thích Thiên Vật, tiêu diệt tên kia, chúng ta ủng hộ ngươi. Song Phương vừa lên tràng, Phật tộc Đông Thiên vực liền cố gắng trợ uy thay Thích Thiên Vận. Rất đơn giản, Lăng Hàn đánh bại Phật tử của mình, hơn nữa còn dùng ám chiêu, đây là nguyên nhân bọn họ tức giận, cho nên bọn họ có thiên hướng đối thủ của Lăng Hàn. Thích Thiên Vận móc móc lỗ tai, nói với Lăng Hàn: "Ngươi thật sự không được hoan nghênh." Lăng Hàn cười to: "Không bị người ta ghen ghét là ngu ngốc, từ đó chứng minh ta đủ ưu tú." Ngươi ra mặt rất dày, Thích Thiên Vận cười nói: "Cũng vậy." Lăng Hàn cũng nói: Thích thiên vận không vội ra tay, nói, ta còn ưa thích dùng tên vốn có của ta. Đinh thủ, đinh thủ, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Lăng Hàn không dám xem nhẹ đối thủ, đây là gia hỏa mạnh hơn đa số đế tử. Tốt, Lăng Hàn gật đầu, hắn không báo ra tên thật, bằng không mới thật sự thú vị. Ngươi cho ta cảm giác kỳ quái. Đinh thủ hai chắp tay sau lưng, hắn bước đi thong thả. Ngươi phi thường trẻ tuổi nhưng ánh mắt rất tang thương. Đây không phải là tao ngộ biến cố gì đó mới làm cho ngươi nhìn thấu nhân tình thế thái, mà là thực sự trải qua vô số tuế nguyệt việc này rất cổ quái nội tâm lăng hàn rung động trầm giọng nói ngươi trong ánh mắt ta ta cũng nhìn thấy thứ giống như vậy trong khoảng thời gian ngắn hai người không nói gì cũng không có ra tay bọn họ đứng nhìn đối thủ đánh đi tại sao không đánh thích thiên vận có phải ngươi sợ hay không xuất ra thực lực lúc nãy của ngươi đi quật ngã tên hèn hạ kia mọi người liên tục kêu lên thật sự không rõ tại sao hai người không đánh nhưng Lăng Hàn và Đinh Thụ vẫn bất động, qua một lúc lâu mới nghe Lăng Hàn nói. Chúng ta luận bàn một chút, tốt, Đinh Thụ gật đầu, mời, mời, hai người làm ra thủ thế mời, sau đó hào khí biến thành khẩn trương. Ban đầu hai người rất tùy ý nhưng bây giờ ánh mắt như đau, hàn khí lăng lệ ác liệt không cách nào hình dung. Hô, hoàn cảnh không gió nhưng chung quanh hai người lại có khí xoáy đảo quanh. Ba, 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 những luồng khí xoáy va chạm và liên tục nổ tung, chỉ thấy phù văn và đạo tắc đang di động hóa nhìn thấy cảnh này đám người chung quanh run rẩy hai người này mạnh đến mức nào xíu yêu yêu lang hàn và đinh thụ đồng thời tiến lên phía trước một bước bọn họ lao về phía đối phương thật nhanh mỗi người đều giật mình bởi vì bọn họ không nắm được quý tích của hai người kia lúc nhìn rõ thì thấy hai người đã đấm vào người đối phương bành 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 chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi hai người đã đấu vài trăm chiêu oanh kinh lực đáng sợ bộc phát và hóa thành đám mây hình nấm từng phiến phù văn nổ tung Trời à, tất cả mọi người ôm đầu kinh hô, thực lực hai người mạnh cỡ nào. Hiện tại bọn họ đã biết rõ vì cái gì mấy vị Bồ Tát không có phán Lăng Hàn đánh lén, bởi vì thực lực Lăng Hàn quá cường đại, hoàn toàn không kém gì thích thiên vận, cho nên đánh một trận công bằng cũng có kết quả như thế. Cần lãng phí thời gian làm gì? Hai người này chỉ là chân ngã cảnh sơ kỳ. Ta lần đầu biết rõ, thì ra chân ngã cảnh sơ kỳ có thể mạnh đến mức này. Ách, ta là chân ngã đệ tứ hình đỉnh phong, nhưng tuyệt đối không có chiến lược như vậy hai tên biến thái cho dù là đế tử đích thân tới có thể đánh lại hai người này không nếu như không phải có hai người ta thật sự hoài nghi là lăng hàn giả trang tộc ta hưng thịnh hai người này tuyệt đối đều là cấp bậc đế tử mạnh nhất thậm chí cũng không cần sợ lăng hàn đúng vậy lăng hàn mạnh cũng chỉ thể hiện dưới chân ngã cảnh mà thôi nhưng sau khi tiến vào chân ngã cảnh đế thuật mới có thể chính thức phát huy lăng hàn đã bị cửu dương thánh địa đuổi ra khỏi cửa cho dù học được mấy môn thánh thuật cũng không ra hồn Mọi người liên tục bàn tán với nhau, vẻ mặt như chỉ điểm Giang Sơn, cũng có người vui sướng vì Phật tộc hưng thịnh, về sau. Rốt cuộc bọn họ có thể ngẩng đầu trước đế tộc, trên đài cao, mấy vị Bồ Tát đều khiếp sợ, bọn họ sớm biết lang Hàn và Đinh Thụ bất phàm, hiện tại hai người này cùng phát huy mới làm cho bọn họ hiểu ra, chính mình vẫn xem thường hai người này. Người tu luyện đế kinh, lang Hàn vừa đánh vừa dùng thần thức truyền âm, lực lượng nguyên thủy của ngươi chỉ là thập trọng thiên, nhưng đế thuật lại ra chỉ chiến lực chín trọng thiên, Đinh Thủ cũng không có phủ nhận, hắn nói, người kiêm tu thể thuật, cho nên lực lượng nguyên thủy cao tới thập tam trọng thiên, lại thi triển thánh thuật, đồng thời có được chiến lực thập cửu trọng thiên. Hai người này đều có ánh mắt sáng như đuốc, cũng dễ dàng nhìn ra chi tiết của đối phương. Sau đối thoại đơn giản, hai người đồng thời im lặng, trong đầu suy nghĩ riêng mình. Quá không đơn giản, một tu luyện đế kinh, chẳng lẽ là đế tử, một người kia tu thể thuật, đây là đãi ngộ thế hệ hoàng kim mới có được. Rốt cuộc ngươi là ai? Đây là lời ngầm của hai người. Hai người cũng hoài nghi đối thủ là đế tử của đế tộc, lợi dụng lần chọn lựa Phật tử này trà trộn vào Phật tộc, nhưng vấn đề là đối phương có mục đích gì? Thân là đế tử còn thiếu tài nguyên tu luyện sao? Còn thiếu đế thuật sao? Lang Hàn lần đầu tiên gặp được đối thủ chính thức đánh ngang tay với mình, đương nhiên, hắn còn chưa tu tới chân ngã đệ nhất hình đỉnh phong, nếu không hắn sẽ có thực lực song thập trọng thiên, từ đó có thể đạt tới chiến lược thập tứ trọng thiên, hiển nhiên đối phương đã tu thành đệ nhất hình đỉnh phong. Thế nhưng Ninh Thụ cũng có thể kiêm tu thể thuật, đến lúc đó song phương mạnh yếu sẽ nghịch chuyển. Đương nhiên, Lăng Hàn cũng có không gian tăng lên, đó chính là đế kinh. Từ tình hình trước mắt, thực lực hai người tương đương, khó phân cao thấp. Tất cả mọi người đều có chiến lược cao cấp nhất, không phải nói hai người Lăng Hàn cảnh giới tuyệt đỉnh, mà là bọn họ suốt từng chiêu từng thức quá hoàn mỹ. Sau mấy trăm chiêu, đột nhiên chiêu thức của Lăng Hàn biến đổi, hắn hóa trưởng thành đao như linh dương treo sừng, chiêu thức rất việt diệu, chương 4649, khiếp sợ, đinh thụ biến sắc, lang hàn vẫn sử dụng tiên thuật không thay đổi, lực lượng nguyên thủy cũng là thập tam trọng thiên, chiến lực của hắn lại tăng lên một chút. Không phải quá nhiều nhưng bọn họ vốn nga tay với nhau, chỉ cần mạnh hơn một chút cũng đủ để ảnh hưởng tới cán cân trận đấu. Làm sao có thể, tiên thuật và lực lượng không thay đổi, chiến lực có thể tăng lên. Hắn dùng tâm quan sát, chỉ thấy mỗi một chiêu mỗi nhất của Lăng Hàn cực kỳ đơn giản và tự nhiên. Phản phát quy chân, hắn hoảng sợ nói ra, võ đạo bắt đầu từ đâu, căn nguyên là cách vận dụng thiên địa đạo tắc, cho nên cuối cùng đạo pháp tự nhiên, đây là căn bản. lang Hàn hiện tại có xu thế quy nhất, tuy còn kém quy nhất cực xa, chỉ nắm giữ một tia da lông, nhưng giống như nắm giữ quy tắc chung của võ đạo, hắn có thể phát huy bất cứ tiên thuật gì vượt qua cấp độ vốn có của tiên thuật. Hí, đinh thụ hít khí lạnh, người đã đi ra con đường của bản thân, vì sao các vị đại đế có thể thành đạo, bọn họ đều có con đường của mình, sau khi đạt tới đỉnh phong mới gọi là đại đạo, đó là lúc bọn họ thăm dò ra thiên địa đạo tắc bổn nguyên, vạn pháp khác đường đều đồng nguyên, cuối cùng mới có thể quy nhất. Lăng Hàn cười cười, đây là hắn ngẫu nhiên gặp thánh nhân tiểu phu mới có thể đạt được, hắn vẫn không thi triển ra, bởi vì không có người nào có thể ép hắn làm được điểm này. Có thể đinh thụ làm được, chỉ từ điểm đó đã nói rõ hắn vượt qua tất cả đế tử. Đến chiến, đôi mắt đinh thụ sáng lên, hắn không bởi vì Lăng Hàn cường đại mà sợ hãi, ngược lại còn sinh ra chiến ý kinh người từ điểm đó mà nói hắn và lăng hàn mới là người cùng một đường oanh 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 hai người đối chiến đều sử dụng toàn lực ứng phó thỏa thích phát huy chiến lược của mình trên thực tế lăng hàn còn có mấy môn tuyệt kỹ chưa dùng ví dụ như sát khí trùng kích hiện tại đây là chiêu bài của hắn nếu sử dụng sẽ bị người ta hoài nghi ha ha xem chiêu đinh thụ cười lớn hắn cường thế giết qua ồ oh, lăng hàn kinh ngạc bởi vì trong thức hải của hắn xuất hiện một người tí hon màu đen đang muốn trắng trận phá hư khốn kiếp sát khí trùng kích lang hàn ngạc nhiên đinh thụ cũng biết sát khí trùng kích đúng là quá kinh người phải biết rằng đây chính là thứ hắn tu thành khi còn ở phàm cảnh khi cảnh giới tăng lên chẳng những uy lực không có giảm xuống ngược lại càng ngày càng mạnh đây là tuyệt chiêu của hắn cũng là chiêu bài của hắn nhưng bây giờ còn có người sử dụng chiêu bài của hắn đánh hắn lang hàn có thể không kinh ngạc hay sao ngay cả đế tử cũng không thể nắm giữ thần thông như vậy. Lăng Hàn tự nhiên biết rõ sát khí trùng kích đáng sợ đến cỡ nào, vội vàng ngưng động thần hồn và tấn công người tí hon màu đen. Bành, thần hồn hai người giao phong trực tiếp, người tí hon màu đen lập tức chôn vùi, nhưng Lăng Hàn cũng không còn lực phản kháng. Lại ngang tay, thần hồn của gia hỏa này mạnh đến thế, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, tuy hắn chỉ là chân ngã cảnh, cường độ linh hồn của hắn đã đạt tới hóa linh cảnh, cho dù là đế tử cũng không thể sánh bằng, không nghĩ tới đinh thụ lại không thua kém gì hắn. Quái thai như hắn không phải độc nhất vô nhị hay sao? Hắn khiếp sợ, đinh thụ cũng không tốt hơn chút nào. Sát khí trùng kích không có hiệu quả, đế tử, cho nên có tổ vương lưu lại bảo vật cũng không thể hóa giải tất cả hiệu quả mặt trái. Không đúng, hắn lập tức lắc đầu, lăng hàn không phong bế thần hồn, mà là trọi cứng với hắn. Đây không phải khốn kiếp lực lượng bảo vật, mà khốn kiếp thực lực bản thân. Sát khí trùng kích, cùng là sát khí trùng kích. A à hát hát hắn lần đầu gặp được quái thai như vậy, hai người đều thận trọng, đối thủ cũng nắm giữ tuyệt học của mình, việc này làm nội tâm của bọn họ rung động. Trong nội tâm bọn họ nghi hoặc càng lớn, chẳng lẽ là... Ngươi là ai, oanh, tuy càng phải cẩn thận nhưng chiến lực của bọn họ không yếu bớt, bọn họ va chạm cường thế như cũ, Lăng Hàn đã đi ra con đường của bản thân, cho nên hắn còn mạnh hơn đinh thụ một chút. Tranh lệch này không lớn, trong chiến đấu thế lực ngang nhau, nó tích lũy càng nhiều thì càng khủng bố đinh thụ dần dần lâm vào hạ phong ha 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 một trận chiến cùng dai ngươi là người đầu tiên làm ta lâm vào hạ phong đinh thụ cười to nhưng ta tuyệt đối không thua bởi vì ta là đinh thụ hắn cao ngạo nói khốn kiếp trang bức lăng hàn cũng muốn giống lên một tiếng ta cũng sẽ không bại bởi vì ta là lăng hàn nhưng hiện tại hắn ngụy trang thân phận hắn chỉ có thể giữ yên lặng đến đinh thụ câu thông năng lượng tầng thứ cao đối chiến lại tăng cấp chả lẽ lại sợ ngươi lăng hàn không sợ hắn không có sử dụng thiên đạo hỏa bởi vì thứ này cũng thành chiêu bài của lăng hàn mà là vận dụng năng lượng huyền nguyệt dù sao đây cũng là năng lượng tầng thứ cao cửu tinh thậm chí còn mạnh hơn thiên đạo hỏa không hoàn chỉnh oanh 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 đinh thụ lại dẫn động năng lượng tầng thứ cao hỏa thuộc tính tuyệt đối là cấp bậc cửu tinh liều mạng không thua kém gì năng lượng huyền nguyệt khốn kiếp lại là ngang tay nhìn thấy uy lực của hai người này mọi người rung động quá mạnh mẽ thật sự là quá mạnh mẽ đây là thiên kiêu cỡ nào đế tử gặp quỷ đi thôi trước mặt hai người này đế tử chỉ là cặn bã phật tộc thật sự quật khởi rồi lại đồng thời có hai thiên tài vô cùng cao minh cho dù là phật tử trong tam thập tam thiên khi cùng giai có thể đánh thắng bọn họ hay sao đinh thụ nhe rằng năng lượng tầng thứ cao cửu tinh cũng không cách nào áp chế lăng hàn đối thủ như vậy quá khó chơi ha ha đến thử xem chiêu này đinh thụ càng nghiêm túc hai mắt biến thành đen kịt oanh trên nắm tay phải của hắn bốc lên năng lượng màu đen nó hắc ám hơn cả hắc ám tràn ngập tính hủy diệt này lăng hàn thật sự sửng sốt năng lượng hủy diệt đây là năng lượng hủy diệt làm sao có thể hắn đã từng ý đồ truyền phương pháp câu thông năng lượng hủy diệt câu cho nữ hoàng đại hắc cẩu nhưng vấn đề là cho dù hắn bày trí nhớ ra đám người nữ hoàng cũng không thể lý giải giống như xem thiên thư hơn nữa lăng hàn tu thành thế nào cũng không phải ngộ tính của hắn đủ cao mà là trong người hắn có vị diện lực. Nói cách khác, vị diện lực mới là mấu chốt thu thành năng lượng hủy diệt. Hiện tại trong tay Đinh Thụ lại xuất hiện năng lượng hủy diệt. Điều này nói rõ cái gì? Oanh, tay phải Lang Hàn cũng chấn động, năng lượng hủy diệt sinh ra. Đinh Thụ vốn muốn đánh, trong nháy mắt hắn nhìn thấy năng lượng hủy diệt thì dừng lại, trên mặt cũng mang theo khiếp sợ khó nói thành lời. Hai người đồng thời thu hồi chiến ý. Lúc này bọn họ chỉ còn lại nghi vấn. Đánh cái giám, ô tại sao các ngươi không đánh? Có khán giả hoàn toàn khó hiểu, đang chiến đấu kịch liệt như thế, tại sao đột nhiên không đánh? Đánh đi, tại sao không đánh? Như vậy ai thắng ai thua? Khán giả liên tục kêu lên, đinh thụ mỉm cười, hắn giơ tay lên và hô, ta nhận thua, hắn thập phần tiêu sái và quay người rời đi, sau đó hắn dùng thần thức truyền âm nói. Sau khi chấm dứt, đi ra Lam Thần Miếu nói chuyện. Tốt, Lam Hàn gật đầu, chương 4650, người cùng đường. Đây là chiến đấu đủ ghi vào lịch sử Phật tộc, vốn chỉ là Phật tử Bốn Thiên vực bài danh chiến, không biết cử hành qua bao nhiêu lần, nhưng lúc này song phương chiến đấu đều quá châu bò, mạnh đến nổi biến thái. Nếu như chỉ có một mạnh như thế, nói không chừng mấy vị Bồ Tát sẽ hoài nghi có phải Lăng Hàn giả mạo hay không. Có hai người châu bò như vậy, mấy vị Bồ Tát thật không có hoài nghi, cho rằng võ đạo giới có khả năng lại nghênh đón thế hệ hoàng kim, bởi vì Lăng Hàn giành lấy danh đầu, hiện tại xuất hiện thêm hai quái vật. Hơn nữa hai người này đều là đệ tử Phật tộc. Rất tốt, rất tốt, cần phải hào hảo bồi dưỡng, nói không chừng sẽ có một người thành đế, một người thành chuẩn đế. Đương nhiên, lần này tuyệt đối không thể nhập ma như đa gia Phật. Đoạt được đệ nhất, Lăng Hàn nhất định sẽ bận rộn, nhưng hắn tận lực thoái thác, lặng lẽ đi vào giả lam thần miếu. Tòa thần miếu này vốn thuộc về một vị Phật đa nhưng đại năng này đã hóa đạo hơn hai vạn năm, nơi này vẫn yên tĩnh không có tìm được chủ nhân mới. Nói chuyện riêng tại nơi này có thể bảo đảm, ngươi tới đinh thụ xuất hiện sau cột đá Lăng hàn ngạc nhiên bởi vì lúc trước hắn không phát hiện sự tồn tại của đinh thụ đây là thủ đoạn ẩn nấp thân thể phi thường cao minh nếu không phải Lăng hàn đã nắm giữ quỷ ảnh bộ hắn sẽ hoài nghi đối phương đã từng lăn lộn trong chiến thần cung có chút bận rộn tới chậm lang hàn gật gật đầu không sao chút thời gian này không là gì đinh thụ thản nhiên nói ra trong ánh mắt hiện ra thần thái tang thương cho dù chờ thêm một ngày đối với võ giả cũng không xem vào đâu bọn họ động một chút sẽ bế quan vài năm và vài trăm năm lang hàn lại không cho rằng như thế tan thương trong mắt đinh thụ dùng hàng tỷ năm để tính toán nhưng ngọn lửa tính mạng của hắn đang thiêu đốt chỉ mới vài chục năm năng lượng hủy diệt vị diện lực đây là mấu chốt trong lòng Lăng hàn hắn đã có phán đoán ngươi đến từ nơi nào hắn hỏi bắc thiên vực đinh thụ cười nói bắc thiên vực ở đâu lang hàn tiếp tục hỏi nói cho đúng là nguyên thế giới nghe nói như thế bỗng nhiên đôi mắt đinh thụ sinh ra dị sắc, giống như biến một người khác, hắn tỏa ra uy thế không cách nào hình dung, giống như hắn không phải là chân ngã cảnh, mà là đại đế vô thượng. Ha ha, có thể hỏi ra những lời này, nói rõ chúng ta là người một đường. Hắn nhanh chóng khôi phục như cũ, lần nữa trở lại dáng vẻ bất cần đời. Người một đường, lăng hàn gật đầu, trong nội tâm vô cùng, chấn động. Thì ra nguyên thế giới không phải chỉ có một, đương nhiên, đinh thụ tuyệt đối không phải đến từ nguyên thế giới của hắn, mà là một nguyên thế giới khác hoặc có thể nói là thế giới cùng loại đinh thụ vươn tay về phía lăng hàn lăng hàn suy nghĩ sau đó vươn tay ra ta có đề nghị chúng ta trao đổi linh đồ với nhau chứ đinh thụ nói tốt lăng hàn gật đầu hai người không nói là linh đồ gì nhưng lẫn nhau đều rõ ràng khẳng định là năng lượng hủy diệt nhưng đinh thụ cũng không có gọi nó là năng lượng hủy diệt mà thôi hai người đồng thời lấy ra linh đồ và đưa cho đối phương lăng hàn tiếp nhận xem xét đây đúng là một góc hủy diệt linh đồ, đinh thụ cũng không có lửa gạt hắn, hắn cũng không có lửa gạt đối phương, cho nên cũng không có ý gì. Hai người cũng biết lai lịch đối phương, lai lịch như vậy không thể công bố ra ngoài. Bọn họ đều cầm nhược điểm của đối phương, cho nên thời điểm hợp tác cũng ít đi tâm cơ. Hai người đều tìm hiểu, đều ngồi trong một góc thần miếu. Một ngày sau, hai người đều nhìn về phía đối phương, cũng trả linh đồ trở về. Không hỗ là tồn tại mạnh nhất trong nguyên thế giới, ngộ tính quá kinh người lăng hàn nói thầm trong lòng mà đinh thụ cũng nghĩ như thế ngươi còn có linh đồ trao đổi không lăng hàn hỏi đinh thụ dừng một cái hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi còn có linh đồ ha ha hiện tại không có không có nghĩa là về sau không thể đạt được lăng hàn cười nói nếu có không ngại thông chi một chút ta đạt được linh đồ khác sẽ trao đổi với ngươi tốt đinh thụ gật đầu lăng hàn suy đoán đinh thụ chỉ có một góc hủy diệt linh đồ nếu không lúc trước hắn vận chuyển năng lượng hủy diệt sẽ không chỉ bao phủ nắm tay phải đương nhiên lăng hàn cố ý dấu dốt cũng không có bạo lộ tất cả năng lượng hủy diệt toàn ra đúng người có phải lăng hàn hay không đột nhiên đinh thụ hỏi lăng hàn do dự sau đó gật đầu không tệ ha ta biết ngay là ngươi mà đinh thụ cười to trên đời này làm gì có nhiều biến thái như thế ách hắn cũng là biến thái đấy thôi lăng hàn cất bước đi nói ta nghĩ ngươi sẽ không ở lại phật tộc lâu như nhau Đinh Thụ đi ngược lại, sau khi đi thật xa thì hắn mở miệng. Chờ mong ngày chính thức đánh một trận với ngươi. Tốt, Lăng Hàn gật đầu, lúc trước đánh nhau trước mặt nhiều người nên bọn họ đều có giữ lại. Sau khi trở về, vân thù Bồ Tát mang theo Lăng Hàn quay lại Tây Thiên Vực, Phật tộc đã được đến tin tức, cũng cho Lăng Hàn nghi thức hoan nghênh nhiệt liệt nhất. Ai có thể nghĩ đến, Lăng Hàn lại tranh được hãng nhất. Sau khi chúc mừng, Lăng Hàn kéo đại hắc cầu qua một bên, nói lại chuyện của Đinh Thụ. Cái gì, đại hắc cầu nhảy dựng lên, có người giống như chúng ta, là bá chủ nguyên thế giới. Lăng Hàn chậm rãi gật đầu, thần sắc rất nghiêm túc. Ta bây giờ hoài nghi, thủy nhất, vạn đạo, phá thiên đều có lai lịch giống chúng ta. Hắn dùng thần thức truyền âm, thì ra đinh thụ là một trong ba người này. Wow, đại hắc cầu hít khí lạnh, nếu quả thật là như thế, như vậy quá kinh khủng. Lăng Hàn cường đại có nguyên nhân rất lớn đến từ vị diện lực trong cơ thể, nhưng đã như thế nói rõ đinh thụ cũng có đại bộ phận năng lực như lăng hàn đây là một kình địch đại hắc cầu nói ra đúng vậy tuy đinh thụ chủ động nhận thua trong tranh đấu phật tử nhưng đây cũng không phải thự lực chân chính của đinh thụ nếu buông tay đánh cược một lần ai biết đinh thụ nắm giữ bao nhiêu đại chiêu từ cơ duyên mà nói thậm chí đinh thụ đã tu được đế kinh ở điểm này còn mạnh hơn lăng hàn đương nhiên hắn cũng không tu thể thuật có lẽ càng không có mẫu kim đây là cơ duyên sau khi bọn họ rời khỏi nguyên thế giới Việc cấp bách là ta phải có được Đế kinh." Lang Hàn nói ra, đối với đinh thủ có đại cơ duyên như vậy, kiêm tu thể thuật không khó, ít nhất trước khi đạt tới tôn giả, thể tu cần tài nguyên cực kỳ khủng bố. Cho nên, nếu hắn không chiếm được Đế kinh, chờ đinh thuộc tu thành thể thuật, hai người tái chiến, Lang Hàn khẳng định sẽ bại trận. Đi tìm Thích Trường Thiên, cho dù thế nào cũng phải thu một ít đồ. Chương 4651, Đắc thủ đế thuật. Này, hai người các ngươi châu đầu ghé tai đang nói cái gì? Tiểu Thanh Long cũng đi tới, vẻ mặt đầy hoài nghi. Đi đi đi, tiểu hài tử mò mẫm xem náo nhiệt cái gì. Đại hắc cầu lập tức đẩy tiểu thanh long sang một bên. A à hát hát, các ngươi nhất định có quỷ. Tiểu thanh long giơ chân, nhưng bí mật nguyên thế giới, lăng hàn cũng không có ý định nói cho bất cứ người ngoài nào biết, chỉ cần những người trong nguyên thế giới biết là được. Cho nên, mặc kệ tiểu thanh long uy bức lợi dụng như thế nào, lăng hàn và đại hắc cầu đều nói năng thận trọng, hoàn toàn không có ý nói ra. Lăng Hàn ứng phó vài câu sau đó đi tìm Thích Trường Phong. Nhưng hắn đã nói với gia hỏa này, chỉ cần hắn cầm được đệ nhất, đối phương sẽ đi đánh xin cấp trên truyền cho hắn lục tự minh vương chú. Thích Trường Thiên lúc ấy chỉ lừa gạt Lăng Hàn một chút, cũng không ngờ đối phương thực sự có thể thành công, nhưng đây chính là đại công, từ đó làm cho Phật tộc Tây Thiên vực hãnh diệt, bởi vậy hắn sẽ không để ý đi một chuyến, xin chỉ thị của ba vị Bồ Tát. Hai ngày sau đó, ba vị Bồ Tát liền đồng ý truyền cho Lăng Hàn học lục tự minh vương chú. Lăng Hàn một người tiến vào bí thất, sau đó, thích trường thiên cầm lấy một khối xương giống như ngọc da. Đây là xương của một vị Phật đà tỏa hóa lưu lại, trong xương có chứa áo nghĩa của lục tự minh vương chú, người tự hành tìm hiểu. Lăng Hàn vội vàng tiếp nhận xương cốt, đây là xương của thánh nhân, nhưng bị luyện hóa sát khí, rút đi tinh hoa, nếu không, một chút khí cơ còn sót lại cũng có thể lấy mạng của Lăng Hàn. Thích trường phong đi ra ngoài, Lăng Hàn liền bắt đầu tìm hiểu. Hắn dùng thần thức rót vào trong xương cốt, hắn như tiến vào thế giới khác, hắn tiến vào tinh không tối đen như mực, nơi đó có một lão giả mặc tăng y nghiêm trang, bỗng nhiên há miệng giống lên như sư tử hống. Úm, ma, ni, bá, mế, hồng, Phật âm minh mông cuồn cuộn, mỗi một chữ đều có thể hóa hình, hoàn toàn do đạo tác tạo thành. Chỉ một lúc sau, lão tăng lại hét lớn một tiếng, vẫn là lục tử minh vương chú, một lần lại một lần. Đồng thời, lão tăng còn có giải thích nên làm cách nào rút lấy năng lượng thiên địa như thế nào, dung nhập đạo tắc như thế nào, làm thế nào mới có thể minh tâm kiến tính. Tuy hắn giải thích thập phần cẩn thận nhưng muốn chính thức nắm giữ lại phải xem mộ tính của bản thân. Lăng Hàn đã học được chữ úm, tuy nhiên không phải rất chính tông nhưng dù sao cũng là đánh rất trụ cột, cho nên hắn nhập môn rất nhanh, chỉ hai ngày là hắn đã có thể đặt xương thánh nhân xuống và tự lĩnh ngộ. Lúc này hắn đã bế quan, tiếp qua 9 ngày hắn đã. Úm, hắn quát một tiếng, đạo tắc hiển hiện và hóa thành chữ úm màu vàng. Lăng Hàn tươi cười thỏa mãn, uy lực chữ úm tăng lên gấp 3 so với ngày thường, có thể dùng chấn áp âm hồn, xua tán tâm ma, từ đó hiệu quả tăng lên rất nhiều. Hắn tiếp tục tham ngộ, sau nửa tháng, hắn đã nắm giữ toàn bộ lục tự minh vương chú. Không có đế kinh Phật tộc, lục tự minh vương chú không thể phát huy toàn bộ uy năng. Lăng Hàn cảm thấy tiếc nuối, nhưng đế kinh là căn bản của đế tộc, cho dù là tôn giả như huyền vân Bồ Tát cũng không có tư cách học được đế kinh chứ đừng nói là hắn hắn muốn trà trộn vào tam thập tam thiên, rất khó khăn, đó là đại bản doanh chính thức của Phật tộc, muốn đi vào sẽ bị điều tra rõ 18 đời tổ tông, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Ít có khả năng, ai, hắn thở dài, tại sao hắn không có vận khí tốt như đinh thụ chứ? Hắn lại nghĩ nhiều, kỳ thật thiên long đế quyết cũng là đế kinh, hơn nữa còn rất đặc thù, nó chính là thể thuật. Lịch đại tổ vương cũng chỉ có chân long đạt tới thể tu đại thành, độc nhất vô nhị. Không phải chân long châu bò siêu việt tất cả đại đế, mà là lão thiên gia ban cho. Lăng Hàn chấm dứt bế quan, trả lại xương thánh nhân, việc này cũng làm cao tầng Tây Thiên vực khiếp sợ, chỉ trong thời gian ngắn như thế đã nắm giữ lục tự minh vương chú, thiên phú mạnh đến mức làm người ta tức lộn ruột. Hắn bị cảnh cáo, lục tự minh vương chú chính là trí chí bảo của Phật tộc, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Lăng Hàn mặt ngoài đáp ứng, quay đầu lại hắn đã truyền cho Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu, đây là mục đích bọn họ trà trộn vào Phật tộc. Nhưng sau khi học lục tự minh vương chú, trong thời gian ngắn hắn cũng không có khả năng lại tu đế thuật thứ hai, bởi vì hắn không có tinh lực. Sau khi ba người thương lượng với nhau, bọn họ quyết định đi ra ngoài một chút. Bọn họ hiện tại có thân phận mới yểm hộ, tự nhiên không cần phải lo lắng bị người ta đuổi giết, hơn nữa, Lăng Hàn còn là Phật tử Tây Thiên vực, trừ đế tộc ra, ai dám trêu vào. Ba người rời khỏi Vô Cấu Tinh, lúc này cũng đi khắp nơi. Bọn họ đi rất nhiều tinh thể, muốn tìm cơ duyên, tiểu cơ duyên cũng có, thỉnh thoảng có di tích cổ mở ra nhưng không phải là cấp bậc hóa linh cảnh thì cũng là tiểu thừa cảnh, cũng không có trợ giúp gì cho bọn họ. Sau 7 tháng, bọn họ đi vào xương hoa tinh, đây là tinh thể lớn, hơn nữa còn là thị trường giao dịch nổi tiếng. Tuy trên tinh võng cũng có thể tiến hành giao dịch, chỉ cần giao cho thường ra phí thu thủ, đáng tiếc không phải mặt đối mặt, không thể bình xét bảo vật một cách trực quan, cho nên võ giả có thể giao lưu trực quan nhất. Sương Hoa Tinh chính là đại tinh giao dịch nổi danh nhất Tây Thiên Vực, đương nhiên ba người Lăng Hàn cũng ngộ danh mà đến đây. Trên tinh thể này có tới 18 khu giao dịch, cho dù tiểu thành giao dịch cũng dùng hàng vạn mà tính, gần như chỉ cần vào khách sạn là có thể nhìn thấy quầy hàng bày bán bên đường. Vài ngày qua đi, bọn họ có chút thu hoạch, nhưng cũng chỉ là tiểu thu hoạch, không có đụng phải thứ gì gọi là trí bảo. Ngày hôm nay, Lăng Hàn tu luyện xong, hắn đã tu thành tượng gỗ chân ngã thứ 9, hiện tại thể thuật, bí lực của hắn song song đạt tới thập trọng thiên, nếu cùng phát huy sẽ bộc phát ra lực lượng tiếp cận thập ngũ trọng thiên, hắn vốn muốn một lần hành động đột phá chân ngã đệ nhị hình nhưng mấy lần trùng kích đều vô công không có biện pháp bắt đầu từ chân ngã cảnh đều là ngộ thiên địa đại đạo tích lũy không đủ cho dù ngươi là thiên tài cũng vô dụng lăng hàn dứt khoát đi ra ngoài dạo hắn cũng không có mục tiêu hắn chỉ tùy ý đi lại mà thôi trên đường phi thường náo nhiệt có quá nhiều người tới từ tinh thể khác có người tới bán hàng có người mua ân đột nhiên lăng hàn sinh ra cảm giác khác thường nhưng sau khi đi vài bước cảm giác khác thường biến mất. Hắn dừng lại, sau đó hắn tiến lên phía trước, sau khi đi vài bước hắn lại dừng lại và lui về phía sau. Lúc này hắn lại có cảm giác khác thường, rốt cuộc là cái gì? Lăng Hàn suy nghĩ một hồi, lại không nghĩ ra cảm giác khác thường này đến từ nơi nào. Cút ngay, không nên đứng tại đây như tượng gỗ như thế. Lúc này, sau lưng hắn xuất hiện tiếng quát, sau đó một tay đẩy hắn ra. Lăng Hàn tùy ý vùng chảo nắm người đó, hắn lăng không ném bay ra ngoài, hắn lại không quay đầu nhìn lại. Lớn mật, sau lưng hắn xuất hiện vài tiếng quát, lăng hàn sờ vào ngực của mình, hắn sờ được đò vật thô cứng, đúng là thứ phát ra nhiệt lượng, cho dù là cực nhỏ. Đây là mai rùa tới từ âm phủ, chương 4652, mai rùa sinh ra dị biến. Mai rùa này rất thần kỳ, bởi vì không thể thu vào pháp khí không gian. Trừ việc đó ra, đồ chơi này rất phổ thông, hiện tại, nó nóng lên, làm gì vậy, xảy ra chuyện gì, Lăng Hàn kéo quần áo ra, hắn phát hiện, mai rùa không chỉ nóng lên, ngay cả hoa văn trên mai rùa cũng sáng lên, tuy rất yếu ớt nhưng thật sự sáng lên. Những hoa văn này không thần kỳ, không bàn mà hợp ý thiên địa đại đạo, nếu không phải đặc tính không thể thu vào pháp khí không gian, hắn tuyệt đối sẽ ném thứ này đi. Tại sao mai rùa sáng lên, không có gì là đột nhiên cả, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Lăng Hàn nhìn sang, khắp nơi đều là vỉa hè bày bán rất nhiều đồ vật, nếu như là một kiện đồ vật Hắn lựa chọn rất rộng Người bị ngốc hay sao Sau lưng, có người trách mắng Lang hàn xoay người nhìn lại Đó là bốn người trẻ tuổi Theo thứ tự là hai nam hai nữ Hắn cười nhạt một tiếng Làm gì vậy Chính người ném liễu sư huynh bay đi Chẳng lẽ người muốn đánh nhau sao Một nữ tử trong đó trách mắng Nàng cột tóc đuôi ngựa Trên người mặc váy dài màu xanh Làn da rất trắng Lăng hàn a à một tiếng Hắn nói Chính là da hỏa muốn đập vai ta sao Khốn kiếp lúc này là lúc ngươi giả ngây giả dại hay sao? Tiểu tử, chúng ta đến từ thanh tuyển thánh địa, một nam tử ngắt lời, hắn mặc trang phục màu xanh ra trời, vẻ mặt đầy kiêu căng. Lăng Hàn mỉm cười, bốn người này chỉ là sinh đan cảnh, trong mắt hắn không tính là gì. Vừa rồi chỉ là một hiểu lầm, có người đập vai ta, ta tự nhiên cũng phản ứng. Đi, chúng ta tin tưởng đây là một hiểu lầm, bồi thường tiền. Nam tử trang phục màu xanh ra trời nói ra, mã sư huynh, Ba người còn lại đồng thời nhìn nam tử trang phục màu xanh ra trời, trên mặt mang theo thần sắc không dám tin. Chuyện này làm sao có thể dùng tiền giải quyết chứ? Nam tử mặc trang phục màu xanh ra trời vươn tay áp xuống, bọn họ đều là sinh đan, mà lăng hàn lại là chân ngã cảnh, chỉ có thể dùng uy thế thánh địa hì dọa, làm cho đối phương bồi thường chút tiền cũng không tệ, chẳng lẽ còn muốn ra sức đánh đối phương một trận? Lăng hàn cười cười, hắn cầm mấy viên đạo thạch đưa tới, mặc kệ đối phương có hài lòng hay không. Nam tử mặc trang phục màu xanh ra trời cầm năm khối đạo thạch trong tay, sắc mặt của hắn đầy âm trầm. Cứ như vậy sao, ngươi đuổi ăn mày sao? Các ngươi theo dõi hắn, tùy thời báo cáo hành tung của hắn cho ta biết, ta trở về mời Chu sư thúc. Hắn dùng thần thức truyền âm nói với ba gã sư đệ muội. Ba người kia do dự, đây chỉ là một việc nhỏ, đáng giá kinh động người khác trong tông môn sao? Hắn là chân ngã cảnh, chúng ta đánh không lại. Nam tử mặc trang phục màu xanh ra trời nói ra, chăm chăm thật tốt. Dứt lời, hắn nâng liễu sư huynh lên và đi nhanh về phía sau. Không có biện pháp, ba người kia đi theo Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn là người có hào quang hấp dẫn thù hận, cho dù đi tới đâu cũng bị người ta chú ý và ghi hận. Ồ, không phải hắn còn có số mệnh chân long hay sao, bị trò ăn. Hắn không có để ý, sau khi đi qua mấy nơi, hắn xác định là nơi này có đồ vật làm mai rùa tỏa nhiệt, cho nên hắn đi tìm kiếm các quấy hàng. Tìm được, quá rõ ràng, bởi vì hắn phát hiện một khối mai rùa khác. Đây là mai rùa không trọn vẹn, từ góc cạnh thì có thể thấy đây là hai khối liền nhau. Thật sự là trùng hợp, hắn tìm được một khối mai rùa tại địa phủ, hiện tại hắn có thể chấp phá ra một khối khác. Đây là vận khí phát huy tác dụng hay sao? Hắn tự tay bắt lấy mai rùa và nói, lão bản, thứ này bán thế nào? Hắn không có quang co vòng vèo, hắn không cố ý chọn cái khác, hắn rất tùy ý hỏi thăm mai rùa. Dùng thực lực của hắn bây giờ, hắn lại có thân phận Phật tử, đã không cần làm như vậy. Này, chủ quán xứng sờ, hắn nhìn thấy trên mai rùa có đường vân không rõ ràng cho lắm, cho nên hắn cũng cất chứa nó, hắn vẫn không thể bán đi được. Không có biện pháp, thứ này không có gì hiếm lạ, chẳng có ai mua nó. Hiện tại có kẻ muốn mua mai rùa, 100 đạo thạch, hắn đưa ra giá cao, thật hiếm có người hỏi cho nên hắn cần phải thừa cơ làm thịt một lần. Lăng Hàn cười cười, lấy ra 100 đạo thạch ném qua. Ừ, cầm nhìn thấy lăng hàn sảng khoái như vậy chủ quán tự nhiên vô cùng hối hận hiển nhiên đối phương phi thường muốn khối mai rùa hắn hoàn toàn có thể đưa ra giá cao hơn lăng hàn vui mừng lúc trước hắn thu mai rùa là nhất thời cao hứng tuy không thể thu vào pháp khí không gian nhưng mang theo bên người sẽ có phiền toái đương nhiên trong lòng của hắn cũng ôm hy vọng vạn nhất ngày nào đó có thể phát hiện công dụng chính thức của mai rùa dù sao a à, không cách nào thu vào pháp khí không gian cũng là chỗ kỳ dị không nghĩ tới hắn có thể chắp phá được mai rùa nhanh như thế, có lẽ hắn có thể nhanh chóng phát hiện ra điểm kỳ dị của nó cũng không chừng, hiện tại nó đã biến thành mai rùa bình thường. Đi, trở về, hắn đi trở về, hắn lại phát hiện ba người kia vẫn đi theo mình, hắn lập tức tươi cười, nhìn chằm chằm chính vào mình sao, còn không có buông tha hay sao. Tốt, tâm tình tốt nên chơi với các ngươi một lúc. Lăng Hàn hoàn toàn có thể dùng tinh bộ rời đi, hiện tại hắn không vội. Đi một hồi, hắn đi tới khách sạn nghỉ chân, Lúc này hắn xoay người lại, nói: "Tại sao người của các ngươi còn chưa tới, ta chờ lâu rồi đấy." Ba người kia xấu hổ, cũng không nói gì, ngay sau đó sắc mặt bọn họ vui mừng, Chu sư thúc và Mã sư huynh tới. "A, à, đã có cứu binh hay sao?" Lăng Hàn chắp tay sau lưng, hắn đang chờ đợi. Qua một lúc, hai bóng người xuất hiện tại nơi này. "Ồ, sau khi nhìn thấy một người trong đó, vẻ mặt Lăng Hàn biến thành cổ quái." "Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu." hai người này đáp xuống nam tử mặc trang phục màu xanh ra trời chỉ vào lăng hàn và nói chu sư thúc chính hắn đánh liễu sư huynh hôn mê bất tỉnh chỉ thấy chu sư thúc đi tới hắn đi về phía lăng hàn nam tử mặc trang phục màu xanh ra trời cười lạnh vị chu sư thúc này nhập môn còn muộn hơn hắn nhưng thiên phú võ đạo quá kinh người gần như một đường đột phá tới chân ngã cảnh hơn nữa cường đại tới mức đạo tử cũng phải chố mắt nhìn hiện tại cao tầng thanh tuyền thánh địa đã nghĩ đổi đạo tử bởi vì trong đó còn liên lụy tới tranh đấu quyền lực không phải một cái quyết định là có thể làm được vì cam đoan chu sư thúc an toàn thánh địa mới phái hắn ra ngoài vì tránh đạo tử ám toán làm tốt quan hệ với chu sư thúc nói không chừng ngày sau có thể thăng chức rất nhanh thời điểm hắn đang suy nghĩ chu sư thúc chạy tới bên cạnh lăng hàn đánh đánh chết hắn chỉ thấy chu sư thúc mở hai tay ra đây là chiêu số gì tiên thuật của thanh tuyền thánh địa không có thủ thế như vậy trời ơi Nam tử mặc trang phục màu xanh ra trời mở to mắt, bởi vì Chu sư thúc mở hai tay ra không phải kích, mà là ôm lấy Lăng Hàn. Chu tiền bối, Lăng Hàn cười to, Chu sư thúc chính là Chu Hằng. Chương 4653, Vô Tu Sơn xuất hiện. Tu vi và chiến lược của Lăng Hàn khi ở nguyên thế giới đã vượt qua Chu Hằng, nhưng hắn tôn kính người như Chu Hằng, hắn cũng tôn kính Lâm Lạc. Cho nên, trong nội tâm của hắn, Chu Hằng vĩnh viễn là Chu tiền bối, cho dù tu vi của đối phương cao hay thấp. Chu Hằng không nói gì, hắn chỉ vỗ vai Lăng Hàn. Tuy hắn không nhận ra dáng vẻ Lăng Hàn hiện tại, nhưng Lăng Hàn đã dùng thần thức truyền âm nói cho hắn biết thân phận, hắn cũng tràn ngập kích động, từ biệt mấy năm, tuy vẫn bảo trì liên hệ nhưng đã lâu rồi không có gặp mặt trực tiếp như vậy. Hai người buông tay ra, nói một ít chuyện xưa cực kỳ vui vẻ. Nam tử mặc trang phục màu xanh ra trời xấu hổ, hắn cảm thấy mình bị xem thường nên đi mời cứu binh, kết quả lại mời ra hảo hữu của Lăng Hàn, tuy nghe Lăng Hàn hô Chu Hằng là tiền bối, xem ra hai người ở chung rõ ràng là hảo hữu nào có phân tôn ti thảm lần này hắn thảm rồi mã quân chu hằng quay đầu nhìn sang nam tử mặc trang phục màu xanh ra trời và trầm giọng quát chu sư thúc ta sai rồi mã quân vội vàng quỳ xuống hiện tại nói cái gì cũng vô dụng hắn nhanh chóng nhận sai chu hằng tự nhiên cũng giáo huấn mã quân sau đó giao trách nhiệm bốn người trở về hắn có lời muốn nói với lăng hàn sau khi người lạ đã đi lăng hàn nói tới một ít chuyện che giấu kể cả chuyện của đinh thụ cái gì chu hằng kinh hãi rõ ràng còn có nguyên thế giới khác lang hàn gật đầu cái gọi là nguyên thế giới thật ra là một tảng đá bên trong ẩn chứa tiểu thế giới hiện tại ta không biết có bao nhiêu tảng đá như thế nếu như vậy bởi vì bá chủ nguyên thế giới có vị diện lực trong người từ đó bọn họ đều có thể dễ dàng đánh vỡ cực hạn võ đạo tu ra đủ loại thần thông như vậy thiên tài trong tinh không sẽ bị bọn họ lật tung tin tưởng số lượng cực kỳ có hạn có khả năng chỉ có hai người các ngươi. Chu Hằng nói ra, từ nguyên thế giới đi ra, không nói bá chủ nguyên thế giới, cho dù là hắn, sở hạo, lâm lạc, có người nào không phải thiên tài đỉnh cấp. Nếu có thêm vài tiểu thế giới, cả võ đạo giới sẽ lộn xộn. Có chuyện gì cần ta trợ giúp cứ mở miệng, Chu Hằng nói ra, đặc biệt là thời điểm phản công chín đế tộc, nhớ rõ phải bảo ta. Hiển nhiên, hắn cũng biết Lăng Hàn bị chín đế tộc bức bách, làm hảo hữu của Lăng Hàn, hắn khẳng định sẽ tức giận lúc trước hắn là một trong những thiên tôn mạnh nhất nguyên thế giới hắn sợ ai bao giờ tốt lang hàn gật đầu tất cả mọi người hảo hảo tu luyện ngày hôm nay sẽ tới chu hằng gật đầu hắn và lâm lạc đều đạt được cổ dương thiên kinh nguyên vẹn còn có vài môn thánh thuật nếu không phải cần tài nguyên tu hành của thanh tuyền thánh địa kỳ thật hắn có thể lang thang chân trời xa xăm mọi sự phải cẩn thận hắn nói ra sẽ lang hàn gật đầu ngươi cũng thế nếu có chuyện khó khăn cứ nói với ta hắn biết rõ chu hằng bây giờ đang tranh giành vị trí đạo tử trong đó có một ít hung hiểm ha ha người bây giờ là phật tử tây thiên vực nói chuyện thật sự có phân lượng chu hằng cười to hai người tạm biệt bọn họ đều là người tâm cao khí ngạo tự nhiên sẽ tự giải quyết sau khi tạm biệt chu hằng lang hàn quay về phòng của mình hắn bắt đầu nghiên cứu hai khối mai rùa hai khối này vẫn sáng lên và phát nhiệt lang hàn đặt chúng chung một chỗ chuyện quỷ dị xuất hiện Chúng giống như nam châm và hấp dẫn lẫn nhau, chúng đang đần dần dính sát vào nhau. Lăng hàn không có ngăn cản, một khối mai rùa không có tác dụng gì, không biết hợp hai làm một sẽ có biến hóa ra sao. Ba, hai khối mai rùa càng đến gần nhau, rốt cuộc chúng cũng dung hợp. Sau đó, không có sau đó, hóa, như vậy là kết thúc. Lăng hàn thất vọng, không có mở không gian thần bí để hắn lấy ra đại lượng bảo vật, cũng không có thần trang mai rùa vạn pháp bất xâm. Như vậy tính là cái gì? Biết sớm như vậy có lẽ hắn nên đánh mã quân một trận hiện tại hắn phiền muộn không có chỗ phát tiết lăng hàn cầm lấy mai rùa hắn không cam lòng nhìn nó nhưng trừ không thể thu vào pháp khí không gian ra không còn bất cứ chuyện gì nữa một bộ mai rùa nguyên vẹn chẳng lẽ muốn ta đi tìm hay sao lăng hàn lẩm bẩm hắn nói ra lời này thì giật mình chẳng lẽ thật sự phải làm như vậy hay sao nếu có toàn bộ mai rùa hắn sẽ không xấu hổ như thế không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con Lang Hàn động viên chính mình, hắn thu mai rùa vào trong khăn trùm đầu, một màn quỷ dị xuất hiện, kỳ thật mai rùa chỉ lớn cỡ bàn tay, trên mai rùa còn lỗ thủng rất nhỏ, nhưng sau khi đầu của Lang Hàn tới gần thì hắn lại chui vào. Sau đó hắn biến mất, đây là không gian bên trong mai rùa. Lang Hàn mở to mắt, hắn nhìn thấy tinh không tối tăm như mực, phương xa còn có ngôi sao lấp lánh, có đặc biệt sáng ngời, có tối tăm, có lớn, có nhỏ. Đây là hình ảnh thu nhỏ của tinh không sao. Tâm niệm Lang Hàn vừa động hàng tỷ ngôi sao bị hắn ném ra sau lưng, ở chỗ này, hắn có thể lướt đi cực xa. Như vậy đi tới biên giới tinh không đi, Lăng Hàn nhớ rõ, Lăng Thiên Tổ Vương, đấu chiến Thánh Hoàng đều đi biên giới tinh không tìm kiếm trường sinh, từ nay về sau không còn nghe thấy nữa, như vậy, hắn có thể nhìn thấy cái gì? Đáng tiếc, tuy hắn đi tới cuối tinh không nhưng không có phát hiện cái gì đặc thù. Bởi vì đây không phải tinh không chân chính, mà là mô phỏng ra. Ông, một bóng người xuất hiện và đứng trong tinh không, bóng người cao lớn không thể hình dung. Lăng Hàn lại phát hiện, lưng người này hơi còng. Không đúng, cũng không phải người này lưng còng, mà là lưng cõng mai rùa. Đây là con rùa biến hóa thành, còn bảo lưu một tia đặc tính hay sao? Ta cả đời trinh chiến bình định hắc ám, nhưng dùng lực cả đời ta chỉ có thể dẹp yên hắc ám, không cách nào triệt để bình định. Người đời sau, sở học cả đời của ta chôn giấu trong vô tu sơn, nếu ngươi có được cần phải gánh vách sứ mệnh của ta, tiếp tục diệt trừ hắc ám. Người mang mai rùa nói ra, trong lời nói mang theo bá đạo, ngay cả trời cao cũng run rẩy ngôi sao chấn động. Cả đời chinh chiến, bình định hắc ám, vô tu sơn. Khốn kiếp, đây là thiên lạc thánh hoàng. Trời ạ, à, vị thánh hoàng này xuất thân quy tộc. Lăng hàn sướng sờ, hắn không nghĩ tới đại đế được vinh danh chiến lược đứng đầu lại xuất thân quy tộc. Hơn nữa, sơn hải thiên không thể đạt được bí mật vô tu sơn, hắn lại ngoài ý muốn đạt được. Kỳ thật cũng đúng, bí mật vô tu sơn chính là mai rùa trong sơn hải thiên. Có lẽ mai rùa này là một phần thân thể của Thiên Lạc Thánh Hoàng. Hắn thở ra một hơi, bầu trời thay đổi, hắn nhìn thấy Thất Tinh Liên Châu xuất hiện. Đây là Vô Tu Sơn, chương 4654, Thái Viêm Tinh vực. Ta nhận ra nơi này, Thất Tinh Liên Châu, đó là bảy mặt trời. Trong tinh không không hiếm tình huống mặt trời song sinh, nhưng một tinh hệ xuất hiện ba mặt trời trở lên thì phi thường hiếm thấy. Cho nên, bảy mặt trời hóa thành một đường thẳng tắp, nơi này rất hiếm thấy, cũng dễ dàng nhận ra đây là thái viêm tinh vực lăng hàn nói ra hắn lập tức đi gọi tiểu thanh long và đại hắc cẩu hai gia hỏa biết được lăng hàn tìm được vô tu sơn cả đám vừa mừng vừa sợ có ai nghĩ việc này dễ dàng như thế ha ha đế kinh cẩu ra đến đại hắc cẩu xoa xoa hai cái móng vuốt nó vô cùng hưng phấn tiểu thanh long cũng kêu gào ngao ngao chân long chỉ truyền lưu biện pháp tu hành thể thuật nhưng cũng không có đế kinh cảnh giới võ đạo cho nên nó cũng rất phiền muộn không công nắm giữ nhiều đế thuật như thế nhưng không thể phát huy toàn bộ huy lực. Đi, Lang Hàn bài trí trận pháp, bọn họ bắt đầu vượt qua tinh vực. Ta nói Tiểu Hàn Tử, hiện tại chúng ta vội vã đi lấy Đế Kinh, người cũng đừng chơi. Đại Hắc Cầu Kinh hãi, bởi vì bọn họ đã từng tao ngộ qua một lần ngoài ý muốn, truyền tống trận nổ tung, may mắn bọn họ không có đi vào, bằng không chơi xong rồi. Ha ha, như hiện tại không nắm chặt thời gian học tập, chẳng lẽ tạm thời nước tới chân mới nhảy sao? Lăng Hàn cười nói, hiện tại hắn đang ở trên tinh vực này là để tìm hiểu truyền tống trận, một đường đi tới, hắn không biết ghi nhớ bao nhiêu truyền tống trận. Lại nói, Phổ Tu Sơn cũng không chạy được, nhiều năm qua không có ai tìm được, chẳng lẽ bởi vì chúng ta chậm mà bị người khác phát hiện hay sao? Ách, cũng phải, cứ như vậy, Lăng Hàn một đường học tập, ba người nhanh chóng đi tới Thái Viêm tinh vực. Nơi này là Đông Thiên vực, Lăng Hàn cảm khái, sớm biết như vậy sớm quay về Tây Thiên vực. Sau khi tốn thời gian 2 tháng, rốt cuộc bọn họ đi vào Thái Viêm Tinh vực. Bọn họ đi ra truyền tống trận, lập tức cảm giác có nhiệt độ cao hừng hực. Thái Viêm Tinh vực, bởi vì trên tinh không có bảy mặt trời, cho nên nhiệt độ nơi này rất kinh người, sinh linh bình thường không sống nổi. Đối với võ giả tu hành hỏa hệ mà nói đây là một nơi tốt, hỏa nguyên lực sôi trào, có thể tìm hiểu dễ dàng. Cho nên, trên tinh thể này có võ giả, hơn nữa còn cố ý kiến tạo truyền tống trận, mỗi ngày có không ít người chạy đến, đương nhiên cũng có không ít người rời đi bởi vì bảy mặt trời có uy lực quá mức đáng sợ, ở nơi này thời gian quá dài sẽ trúng hỏa độc. Tiểu Hàn Tử, chúng ta đến Thái Viêm Tinh Vực, Vô Tu Sơn ở chỗ nào? Đại Hắc Cầu hỏi, Lăng Hàn cũng ngây người, bởi vì hắn tiến vào tinh không trong mai rùa, chỉ thấy thất tinh liên châu, hắn xác nhận Vô Tu Sơn tại Thái Viêm Tinh Vực, hiện tại đến nơi, hắn không biết làm sao tìm được Vô Tu Sơn. Ta cũng không biết, hắn khoát tay, Vô Tu Sơn chắc chắn sẽ không đứng sừng sững trong tinh không, nếu không nhiều năm trôi qua đã bị người ta tìm được, cho nên, mấu chốt chính là mai rùa. Hắn lấy ra mai rùa, ông, chỉ thấy mai rùa tỏa sáng, sau đó nó vô cùng rực rỡ và bay lên bầu trời, cho dù là bảy mặt trời cũng không cách nào che giấu được. Ô, bảo vật, có bảo vật xuất thế, tuy ba người lăng hàn cố ý tìm nơi không người, mai rùa phát ra ánh sáng quá mức chói mắt che lấp ánh mặt trời, nó có thể không làm người ta chú ý hay sao? Lúc này người tu luyện chung quanh vỡ tung, có người phát hiện và bay từ xa tới. Móa, con rùa ngốc, cần gì cao điệu như thế? Đại hắc cầu tức giận suýt nữa ném mai rùa đi, nhưng vô tu sơn có manh mối nằm trên người của nó, có tức giận cũng không làm được gì. Giao bảo vật ra đây, lúc này, có người ở gần quát lớn, cút, đại hắc cầu quay đầu lại quát, hư, khẩu khí thật cuồng, người nọ lập tức giết đến, đoạt bảo nha, cần gì nói nhiều như thế. Đại hắc cầu hư một tiếng, nó vung tay cho đập đám người bay ra ngoài, căn bản không phải hợp lại chi địch. Đây là đương nhiên, Người nọ chỉ là sinh đan cảnh, hắn không nhìn kỹ cảnh giới của hai bên đã lao tới, hắn muốn chết sao. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu, lúc này có thêm nhiều người lao tới, nhưng có vết xe đổ, bọn họ không tiếp tục ra tay, mà là lựa chọn chờ đợi, chiến đấu nhiều người cũng không tệ. Làm gì vậy, đây là bảo bối của gia, các người còn muốn cường đoạt hay sao? Đại hắc cầu kêu lên, ha ha, người trẻ tuổi, đi ra ngoài nhớ một câu tiền tài không nên để lộ ra ngoài, bằng không không cướp của ngươi thì cướp của ai. Một lão giả nói ra, hắn ở trần, trên làn da còn có rất nhiều đường vân, nó có màu đỏ thẫm và nhúc nhích giống như nham thạch nóng chảy. Đại hắc cầu cười hắc hắc, nói như vậy ra cũng yên tâm, đến, ăn cướp. Ăn cướp, tiểu thanh long kêu gào ngao ngao, nó thích làm việc này nhất. Tất cả mọi người sướng sờ, ô, đây là tình huống gì? Không phải bọn họ cướp sạch đám người này sao, tại sao bây giờ đảo khách thành chủ rồi? Ngoá, đại hắc cẩu và tiểu thanh long lập tức giết ra ngoài bọn họ triển khai năng lực của mình người ở đây cơ bản đều là sinh đan cảnh cũng có bốn chân ngã cảnh dù trong đó có ba người là chân ngã đệ tứ hình trước mặt tiểu thanh long và đại hắc cẩu bọn họ hoàn toàn không đủ nhìn chỉ qua vài phút sau những người này gục xuống đất một đám nghèo rất mồng tơi đại hắc cẩu vừa cướp vừa cảm khái ít đi một khoản thu nhập tiểu thanh long cũng gật đầu nó cũng tán thành lời đại hắc cẩu nói đám người nằm trên mặt đất sắp thổ huyết, các người cũng quá mức phần, thắng đã thắng, đoạt cũng đoạt, cần gì chọc giận bọn họ chứ. Ông, đúng lúc này, một khí tức khác lạ xuất hiện, chỉ thấy bảy mặt trời trên bầu trời bị lực lượng vô hình điều khiển, chúng bị kéo rời khỏi vị trí cũ, dường như chúng biến thành cây bút vẽ một hình người. Ba mặt trời thẳng tắp, tạo thành đầu và thân thể, bốn mặt trời còn lại biến thành tứ chi. Oanh, bảy mặt trời phun ra hỏa diễm, sau đó lập tức làm lạnh, biến mất, một thân thể cực lớn xuất hiện và nằm ngang trong tinh không, thân thể to lớn không cách nào hình dung, một con mắt còn lớn hơn cả mặt trời. hiện tại tinh không tối tăm, chỉ trong nháy mắt sau đó thần hà xuất hiện, có rất nhiều đóa hoa tươi nở rộ, mỗi đóa hoa tươi còn lớn hơn cả tinh thể. nhìn kỹ những đóa hoa tươi đều do đạo tác tạo thành, đại biểu cho trật tự thiên địa. ahh, quá kinh người. ba ba ba, tất cả mọi người quỳ xuống, đây là không tự chủ, căn bản không cách nào khống chế. thiên lạc, thánh hoàng chỉ có lăng hàn không có quỳ xuống, tuy hỗn độn tiên đan của hắn đã sớm biến thành đan dịch, hiện tại biến thành huyết nhục chân ngã, năng lực không có biến mất và dung nhập vào trong cơ thể lăng hàn, càng vững chắc hơn trước. Hắn lẩm bẩm nói, thân thể này to lớn không cách nào hình dung, chính là bản tôn của thiên lạc thánh hoàng. chương 4655, Kinh động tinh không. Có ai nghĩ tới vô tu sơn cất dấu truyền thừa của thiên lạc thánh hoàng lại nằm ở nơi chôn cất thiên lạc thánh hoàng? Di cốt của vị thánh hoàng này vẫn nằm ở đây nhưng không hiển hóa ra, giống như tấm gương trong suốt, thẳng đến khi bị mai rùa dẫn động thì di cốt mới xuất hiện trong mắt thiên hạ. Đại đế thân, Lăng Hàn nhìn thấy tấm da của chuẩn đế, uy thế lúc đó mạnh đến mức kinh thiên động địa, hiện tại đây chính là hài cốt của đại đế chân chính, uy áp khủng bố đến mức nào. Đừng nhìn hắn đã chết vô số năm, đại đế áp đảo đạo tắc, có quỷ mới biết sau khi hắn chết còn có thể sử dụng thủ đoạn gì. Đúng lúc này, mai rùa ảm đạm, sau đó lại sáng lên lần nữa nhưng lúc này không phải bắn lên trời mà là cuốn lấy lăng hàn vào trong lăng hàn lập tức phát hiện có lực lượng tiếp dẫn mình bay lên lão hắc thăn lăn hắn vội vàng dẫn động địa mạch nắm lấy tiểu thanh long và đại hắc cẩu hào quang bao phủ ba người bay lên cao a à, đại hắc cẩu và tiểu thanh long đồng thời lè lưỡi hét lớn tốc độ này quá nhanh chúng khó chịu tới cực điểm lăng hàn không có việc gì hắn bị hào quang bao phủ nên không có cảm giác xíu yêu yêu, bọn họ biến nhỏ lại, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, rốt cục huy áp đại đế đã biến mất không thấy gì nữa, mọi người liên tục bò dậy, sắc mặt luôn tái nhợt và không kịp khôi phục tinh thần. Thân thể hàng ti trượng, đây là một vị thánh nhân sao? Có người thế hệ trước run rẩy nói ra, cái gì, di cốt thánh nhân xuất thế, những người khác kinh hãi, thì cốt thánh nhân là khái niệm gì? Thánh nhân có thể nói là đạo tắc hóa thân, có thể biến bản thể lớn hàng tỷ trượng, đây là đạo tắc chống đỡ, có thể nói, một cọng tóc của thánh nhân cũng là trí bảo trí cao vô thượng, chẳng những có thể dùng để ngộ đạo, thậm chí còn có thể sử dụng như pháp khí. Hiện tại có di cốt thánh nhân nguyên vẹn xuất hiện, đây là bảo vật chân quý cỡ nào? Huống hồ, nói không chừng có thánh nhân pháp và thánh khí đấy. Sau khi khiếp sợ qua đi, mọi người liên tục tuyên bố tin tức trên tinh võng, nói tại Thái Viêm tinh vực có một di cốt thánh nhân xuất thế. Không thể không nói có ít người rất ti tiện. Chính bọn họ không có thực lực thu di cốt thánh nhân, như vậy dứt khoát chọc lên tinh võng, từ đó có thể làm nhiều người biết và không cho ba người lang hàn độc hưởng. Di cốt thánh nhân xuất hiện, trên tinh võng oanh động, ngay từ đầu việc này chỉ cực hạn tại thế lực tôn giả, thậm chí không kinh động bao nhiêu thánh địa, dù sao thánh địa có được truyền thừa của thánh nhân, trừ khi xác định có thể đạt được thánh nhân truyền thừa, nếu không thì không cần xúc động. Sau khi có vài tôn giả chạy tới thì chàng diện hoàn toàn mất khống chế. Khốn kiếp, đây không phải di cốt thánh nhân, tại sao nhãn lực của đám người kia kém thế đại đế di cốt đại đế vừa nói như vậy toàn bộ tinh không rung động chẳng những thánh địa xuất động cho dù là đế tộc cũng không cách nào ngồi nhìn đại đế mỗi thời đại chỉ xuất hiện một bá chủ như thế là đại danh từ vô địch sau khi đại đế chết đi cứ nhìn đế tộc phong vô số thời đại thì biết được đại đế cường đại đến cỡ nào hiện tại di cốt một vị đại đế xuất hiện trong tinh không chỉ qua nửa ngày đã có vài vị thánh nhân đuổi tới nhưng đại đế đã chết đi vô số năm uy áp còn sót lại cũng khủng bố vô biên căn bản không thể tới gần nếu không thánh nhân cũng bảo thể mà chết sau khi qua một ngày thánh nhân cách khá xa cũng chạy tới nói đến xuyên thẳng qua hư không thánh nhân còn mạnh hơn tôn giả không biết bao nhiêu lần nhưng thánh nhân đến nhiều hơn nữa cũng không tốt trước mặt uy áp đế cấp thánh nhân chẳng khác gì con kiến hôi cái gì đã có ba người đi vào bọn họ có một mai rùa thả ra ánh sáng rực rỡ từ đó bay vào trong di cốt đại đế Cũng không bảo thể mà chết Ba người kia hư hư thực thực chính Là tân nhiệm Phật tử của Tây Thiên Vực Dường như hợp xưng là trà sữa tam huynh đệ cha trà sữa tam huynh đệ Nghe tên tổ hợp của ba người lăng hàn Cho dù là thánh nhân cũng ngây người một lúc Đến ngày thứ ba Lại một vị thánh nhân đến Hắn còn cường đại hơn các thánh nhân tại đây Không phải hắn mạnh hơn thánh nhân khác Mà là vì hắn có đế binh Tử vi đế tộc, quý thủy thánh nhân Bái kiến đạo huynh các thánh nhân khác liên tục chào hỏi. Quý thủy thánh nhân có phần ngạo mạn, thực lực bản thân của hắn vô cùng cường đại, trong tay cầm đế binh, ngay cả thánh nhân cũng bị tiêu diệt dễ dàng, bởi vậy, hắn chỉ tùy ý gật đầu, ngay sau đó hắn đặt ý thức vào di cốt đại đế. Qua một lúc sau lại có thánh nhân cường đại xuất hiện. Kim đỉnh đế tộc, thải quang thánh nhân, quý thủy huynh, có phát hiện gì không? Thải quang thánh nhân hỏi, quý thủy thánh nhân có thể ngạo mạn với các thánh nhân khác nhưng lúc gặp thải quang thánh nhân cùng xuất thân đế tộc thì thái độ khác biệt, hắn nói. Theo hình dáng tướng mạo, rất giống vị trong truyền thuyết. Ai, thiên lạc thánh hoàng, hí, lập tức, toàn trường hít khí lạnh, thánh nhân bình thường thiếu hiểu biết về đại đế, nhưng nội tình đế tộc thâm hậu, hàng tỷ năm không ngã, tự nhiên nắm giữ tư liệu kinh người. Đế tộc cũng biết, thiên lạc thánh hoàng cũng không phải nhân tộc đại đế, mà là yêu tộc, hắn chỉ là con rùa đen bình thường, trải qua vạn kiếp mới trở thành đại đế chân áp một thời đại. Cho nên, nhìn thấy di cốt đại đế có mai rùa, quý thủy thánh nhân đã có suy đoán. Vài ngày trước Sơn Hải Thiên mở ra, hiện tại đột nhiên xuất hiện di cốt thiên lạc thánh hoàng, cả hai tuyệt đối không thể không có liên hệ. Thải quang thánh nhân lập tức nói, ân, quý thủy thánh nhân gật đầu, hai nhà chúng ta thử xem chứ. Thải quang thánh nhân đề nghị, quý thủy thánh nhân lập tức động tâm, nếu như nói toàn thân thánh nhân là bảo vật, là thánh dược, như vậy không cần nói tới đại đế, thậm chí máu của đại đế có thể giúp thánh nhân sống ra kiếp thứ hai. Thánh nhân phân chín tiểu cảnh giới, hắn hiện tại chỉ mới đứng ở tiểu cảnh giới thứ tư trên lý luận mà nói hắn không có khả năng tiến thêm một bước nhưng nếu có thể đạt được máu của đại đế hắn có thể tiến thêm một bước thậm chí còn có thể tiến thêm vài bước vấn đề là hai kiện đế binh được không hắn trầm giọng nói đế binh phát huy tương đương với một vị tổ vương sống lại một lần nữa đương nhiên có thể chống lại huy áp đại đế do thánh nhân thôi phát có thể duy trì trong bao lâu đến lúc đó đế binh đột nhiên mất đi hiệu lực đế uy lại quá mạnh thánh nhân cũng bị xé nát thành mảnh nhỏ. Đúng thế, hai kiện đế binh không đủ bảo hiểm, thải quang thánh nhân gật đầu, có ba kiện thì đủ, chúng ta thay phiên thôi phát, đủ để đế binh duy trì trạng thái sống lại. Chỉ đối kháng đế uy, không cần đế binh hoàn toàn sống lại, nửa sống lại là đủ, khi đó áp lực của thánh nhân sẽ nhỏ đi rất nhiều. Bọn họ chờ đợi, chờ vị thánh nhân thứ ba của đế tộc đến. Hỏa vân đế tộc, ly hỏa thánh nhân, chương 4656, nội thế giới. Ba vị thánh nhân ăn nhịp với nhau, lập tức mang theo tộc nhân tiến vào tinh không. Ông, quý thủy thánh nhân dẫn đầu vận dụng đế binh, chỉ là nửa sống lại đã đủ đối kháng đế uy. Đế binh bảo hộ mọi người chống cự khí tức đại đế, tiếp tục đi tới. Bọn họ đi tới trước di cốt đại đế, nhưng di cốt đại đế lớn vượt qua vài tinh vực, vô cùng cường đại, ở trước mặt tồn tại như thế, khoảng cách 10 trượng cũng có thể xem như khoảng cách 10 vạn trượng. Thiên Lạc Thánh Hoàng cả đời chinh chiến, thực lực kinh thiên động địa. Hắn sử dụng đế binh là ô hàng kiếm, dùng vĩnh hằng mẫu kim tạo thành, đó là tài liệu trung cực top 10 tinh không." Quý thủy thánh nhân nói ra, trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Tài liệu trung cực có thể chế tạo đế binh, có thể đứng trong top 10, nó chân quý tới cỡ nào? Bởi vì số lần đế binh phát sinh va chạm quá ít, cho nên không cách nào tiến hành bài danh, cho nên top 10 là chẳng phân biệt trước sau, vĩnh hằng mẫu kim hoàn toàn có thể nói là tài liệu trung cực mạnh nhất." Hồng quang thánh nhân cũng gật đầu trong tay hắn có một kiện đế binh nhưng nó thuộc về kim đỉnh đế tộc, không phải của người khác, cho dù cầm đế binh trong tay có thể vô địch nhưng nếu hắn ngư phản kim đỉnh đế tộc, đế binh sẽ tự chủ sống lại và bay trở về kim đỉnh đế tộc. Nhưng nếu có được đế binh của thiên lạc thánh hoàng, như vậy hoàn toàn khác biệt. Thiên lạc thánh hoàng đã sớm hóa đạo, lại không có để lại huyết mạch và truyền nhân, cho nên, chỉ cần đạt được đế binh của hắn, như vậy sẽ trở thành chủ nhân của đế binh. Đương nhiên, còn cần đạt được đế kinh của thiên lạc thánh hoàng, nếu không cũng không thể thúc giục đế binh vấn đề là đế thi lớn như vậy làm sao tìm được đế binh đế kinh làm sao mang đế thi đi bọn họ phải chạy nhanh nếu các thánh nhân đế tộc khác cũng chạy tới khi đó cạnh tranh sẽ kịch liệt hơn nhiều đó là bọn họ đảo quanh một vòng ly hỏa thánh nhân chỉ ngón út vào tay phải của thiên lạc thánh hoàng đối với thiên lạc thánh hoàng mà nói đây là một ngón tay đối với người ngoài thì nó lớn như ngôi sao đầu ngón tay này đã hóa thành hỗn độn giống như đã có người đi vào. Trước đó có ba người đi vào nơi này, Hồng Quang Thánh Nhân nói ra phỏng đoán, bọn họ đã đạt được tín vật của Thánh Hoàng, từ đó mới có thể bị di cốt Thánh Hoàng trực tiếp hấp thụ. Quý Thủy Thánh Nhân phỏng đoán, chúng ta nhanh chóng đi vào, Ly Hỏa Thánh Nhân nói, bọn họ bay vào vị trí ngón tay út kia, ở chỗ này uy áp đế cấp càng khủng bố hơn nữa, đế binh nửa sống lại cũng không cách nào đối kháng, bắt buộc Quý Thủy Thánh Nhân phải thúc giục đế binh hoàn toàn sống lại. Cho dù có thánh nhân điều khiển đế binh cũng phải cố hết sức, chỉ có thể tiếp tục 5 phút đồng hồ, ba thánh nhân mang theo đám tiểu bối tiến sát vào nhau, ly hỏa thánh nhân phải thúc giục bích thủy kiếm. Bọn họ đi thêm một hồi, bọn họ có cảm giác không cách nào vượt qua nơi này, bọn họ chỉ có thể lui lại. Không được, còn cần thêm đế binh, không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể tiếp tục chờ. Nói tới lăng hàn bên này, ba người bị mai rùa mang theo, cũng nhanh chóng tiến vào trong tinh không, trực tiếp tiến vào ngón tay ở tay phải thiên lạc thánh hoàng, sau đó mai rùa nhanh chóng ảm đạm. Oa, wow, tiểu thanh long và đại hắc cầu anh không ra anh, em không ra em nằm sắp thở hồn hền, bọn họ vừa rồi bị mang đi với tốc độ nhanh hơn ánh sáng, lại không có bảo hộ gì, ngũ tạng lục phủ như sắp nứt ra. Lăng Hàn đứng dậy, hắn nhìn tình huống chung quanh, hắn thấy rõ ràng, chính mình đã tiến vào thân thể thiên lạc thánh hoàng, vị trí là ngón út tay phải, nhưng còn bây giờ thì sao? Đây là một khu vực núi rừng, trên cao có mặt trời chiếu sáng nhưng lăng hàn nhận ra đây là một mặt trời trong bảy mặt trời của thái viêm tinh vực nó có ánh sáng màu tím trong thi thể đại đế diễn hóa ra một thế giới lăng hàn hít khí lạnh mặc kệ quỷ dị đến cỡ nào đây là cơ hội tốt nhất đạt được đế kinh nếu không trí bảo của một tộc như thế đi đế tộc nào trộm được hai người các ngươi xong chưa hắn xoay người lại hỏi tiểu thanh long và đại hắc cẩu không sai biệt lắm đại hắc cẩu suy yếu nói ra nó vừa đứng sau khi đi hai bước lại nằm xuống. Lại cho cậu ra nằm một hồi, cuối cùng, một chó một rồng nghỉ ngơi chừng nửa ngày mới đỡ hơn một ít, bọn họ đi đường siêu siêu vẹo vẹo, giống như bệnh nặng một hồi, vô cùng suy yếu. Lần này không thể đạt được đế kinh, cậu ra sẽ chủ chết thiên lạc thánh hoàng. Đại hắc cầu nghiến răng nghiến lợi, nó đã mất đi nửa cái mạng. Ra đời này chưa bao giờ chịu tội như thế, tiểu thanh long liên tục rên rỉ, đi, nhanh chóng đi thôi, lăng hàn nói ra, hắn đi trước dẫn đường. Đây là trong cơ thể đại đế, có thể bởi vì diễn hóa ra một phương thế giới nên không có uy áp khủng bố, bằng không ở gần thánh hoàng như thế, cam đoan thánh nhân sẽ nổ tung. Nơi này không phải một phiến thế giới, bởi vì đế thi quá lớn, chỉ có thể nói là bên trong cơ thể của hắn. Lăng Hàn ngẫm lại, cảm thấy nói như vậy mới phù hợp. Mặc kệ nó là tiểu thế giới hay nội không gian, chúng ta nhanh chóng đi tìm đế kinh. Đại Hắc Cầu nói ra, chúng ta đi nơi nào? Lăng Hàn bay lên cao, đạo tắc tại đây không giống bên ngoài cũng không có trọng lực khủng bố áp chế cho nên hắn có thể tự do phi hành hắn hướng về bốn phía xem lại nhìn không ra cái gì khác thường đúng hắn lấy mai rùa ra nó đã không tỏa sáng nhưng mỗi đường vân lại lập lòe đan vào nhau tạo thành hoa văn huyền ảo ách không phải chứ lang hàn cắn răng một cái hắn tiến vào mai rùa lần nữa nhưng lúc này hắn không thấy cái gì hiển nhiên không phải dùng như vậy mai rùa chỉ dẫn bọn họ vào đây lại dẫn bọn họ tiến vào thi thể thánh hoàng như vậy nó sẽ tiếp dẫn bọn họ tìm được thánh hoàng truyền thừa sử dụng như thế nào lang hàn thầm nói nhỏ máu tiểu thanh long đề nghị nói không tệ đôi mắt lang hàn sáng ngời có thể thử một lần này uy uy ngươi nhìn chằm chằm vào long ra làm gì tiểu thanh long kinh hãi ngươi là hậu duệ chân long huyết mạch thuần khiết có lẽ máu của ngươi rất tốt lang hàn nói đến than lăn không nên keo kiệt quyên chút máu đi Đại Hắc Cẩu nói vào, Tiểu Thanh Long vội vàng né ra, cút, máu ai không phải là máu, máu của Long gia quý giá cỡ nào, chờ Long gia thành thánh, đó chính là thánh dược, có thể xương trắng mọc thịt đấy. Bởi vì hiệu quả tốt mới dùng của ngươi, Lăng Hàn đuổi theo, Tiểu Hàn Tử, vừa vặn đánh trận chiến, ai thua ai thì quyên máu. Tiểu Thanh Long kêu gào ngao ngao, nó không sợ Lăng Hàn. Một người một con rồng bắt đầu đại chiến, Tiểu Thanh Long cũng hóa thành nguyên hình, nó thích hợp chiến đấu trong bản thể, như vậy nó mới có thể phát huy chiến lược tốt nhất. hóa, sát khí trùng kích, chiến lược áp chế, huyễn cảnh hắc mang. Tiểu Thanh Long kêu thảm thiết, Lăng Hàn nhiều lần sử dụng tuyệt chiêu, trong thời gian ngắn đã chấn áp nó. Tiểu Hàn Tử, người quá hèn hạ, nó bị ép lấy máu, chương 4657, trừ chư đông khôi. Tiểu Thanh Long ở một bên nhìn xem, ánh mắt ai oán. Máu của nó bị bôi lên mai rùa, mai rùa đỏ thấm. Ông, mai rùa xoay tròn, sau đó bắn ra tia sáng và bay đi xa xa. Hai gia hỏa các ngươi lấy nhiều máu của ra làm gì, một chút là đủ rồi. Tiểu Thanh Long thấy thế lập tức phàn nàn, ách, về sau nói không chừng sẽ bôi nữa, cho nên, đau dài không bằng đau ngắn, một lần bôi cho đủ, tránh dày vào ngươi mấy lần. Đại Hắc Cầu nghiêm túc nói, như vậy ra phải cảm tạ ngươi sao? Tiểu Thanh Long cắn răng nói ra, Đại Hắc Cầu trột dạ, vừa rồi nó ổn áo nói một chút không đủ, cho nên mới lấy nhiều một ít. Đi, Chúng ta đi mau, đế kinh đang chờ chúng ta. Nó lại nói sang chuyện khác. Lão Hắc, ra không để yên việc này. Tiểu Thanh Long oán niệm rất nặng. Ba người xuất phát, lúc này đi theo cột sáng chỉ dẫn. Nơi này vô cùng to lớn, hơn nữa còn ở bên trong thi thể đại đế, tự nhiên không thể cân nhắc theo lẽ thường. Một đường đi qua thanh sơn lục thủy, đi ba ngày sau, bọn họ lại lấy mai rùa ra chỉ dẫn phương hướng. Ô, gần rồi, bọn họ phát hiện, lần này mai rùa chỉ vào một sơn cốc ba người đáp xuống và tiến vào sơn cốc nhưng thập phần coi chừng ha 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 đột nhiên đại hắc cẩu cười lớn lão hắc người bị điên hả tiểu thanh long vội vàng trách mắng người cũng quá dọa người đột nhiên bật cười hù chết người hay sao đại hắc cẩu vội vàng che miệng lại nóng nghiêng đầu nói kỳ quái đột nhiên cẩu ra muốn cười không thể khống chế được cười thành tiếng tật xấu tiểu thanh long lắc đầu sau đó nó bật cười có cái gì buồn cười đại hắc cẩu nói chỉ cảm thấy buồn cười. Tiểu Thanh Long vẫn còn cười. Lăng Hàn ra tay, nó áp chế hai gia hỏa này, hắn nhíu mày nói. Tình hình không đúng, cái gì không đúng, Tiểu Thanh Long cười tô tét, vẻ mặt tươi cười. Đúng vậy, có cái gì không đúng. Đại Hắc Cẩu vui vẻ mười phần, phi thường không đúng, Lăng Hàn nói ra, bởi vì hắn cũng có xúc động muốn cười, nhưng lúc này không có thứ gì làm cho hắn cười. Cho nên, Sơn Cốc này không đúng, nhưng đúng vì như thế, nói rõ Mai Rùa không có chỉ sai, thế giới bên ngoài quá bình thường, chỉ có nơi này xuất hiện khác biệt, như vậy bọn họ đã cách đế kinh càng gần. Lăng Hàn nhắc nhở, Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu đều nghiêm túc nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười rất vui vẻ, biểu lộ hết sức buồn cười, cho dù bọn họ chú ý cẩn thận nhưng vẫn cười cười. Bước đi, không đi xa đã xuất hiện một bóng người đưa lưng về phía bọn họ. Cái gì, nơi này còn có người. Hơn nữa, nhìn thân thể của hắn rung động giống như đang nói chuyện. Ha ha ha, buồn cười hay không? đi càng gần rốt cuộc cũng nghe người nọ nó nói cái gì nhưng vào lúc này người kia xoay người lại hắn nhìn ba người đó là một mỹ nam tử khí vũ hiên ngang ngươi là ai tiểu thanh long quát tiến vào địa bàn của chư đông khôi ta không chủ động xưng tên ra hay sao mỹ nam tử nói ra hắn vừa nói xong liền nâng cầm lên ai nha dường như ta đã nói ra tên của mình ha 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 lại lỡ lời nhưng hắn cười lớn giống như kẻ điên có bệnh Tiểu Thanh Long thấp giọng nói với Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu. Này uy uy, thần lằn, người nói vớ vẫn gì đó. Chư Đông Khôi lập tức kêu lên, ra là chân Long, người mới là thần lằn, cả nhà người đều là thần lằn. Tiểu Thanh Long giận dữ, nó rũi móng vuốt ra chỉ trích. Chân Long, Chư Đông Khôi gãi gãi đầu, ta trước kia từng nuôi dưỡng hậu Đại Long tộc, huyết mạch còn rất thuần khiết, tu đến thánh nhân cảnh, đáng tiếc, nó đã sớm chết già từ lâu. Khốn kiếp, thiệt giả, ba người lang hàn nhau, Bọn họ cảm thấy nam tử này nói khoác, nuôi dưỡng thú sủng thánh cấp. Ngươi cho rằng mình là đại đế sao? Không đúng, đây là thi thể đại đế, người này không phải một tia thần niệm của Thiên Lạc Thánh Hoàng chưa biến mất đấy chứ? Có khả năng, tiền bối, ngươi có cái gì muốn cho chúng ta? Đại hắc cầu xoa xoa móng vuốt, vẻ mặt chờ mong. Nhìn ngươi như tên trộm, vừa nhìn đã biết không phải đồ tốt. Trừ Đông Khôi nói ra, sau đó cười ha ha, ví von rất tốt, tốt cái đầu ngươi, tiền bối, vì sao ngươi ở đây? lăng hàn hỏi a à, bọn người khiêu chiến đi chư đông khôi nói ta ở đây bao nhiêu năm rồi một trăm triệu năm một tỷ năm ai nhớ không rõ ha 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 ta có thể biết nhớ không rõ thật sự là buồn cười lăng hàn nghiêm túc chư đông khôi cười yêu dị như thế là bị nơi này ảnh hưởng hay bản thân hắn thích cười từ đó ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh nếu như là thứ hai từ đó có thể nói hắn mạnh không thể tưởng tượng nổi các ngươi ai khiêu chiến ta chư đông khôi cười híp mắt dường như hắn luôn bảo trì tâm tình vui sướng. Hắn, Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu đồng thời chỉ về phía Lăng Hàn. Nếu Trừ Đông Khôi là Thánh Hoàng bố trí ở chỗ này, thực lực của hắn tuyệt đối mạnh tới cực đỉnh, nhất định là Lăng Hàn lên, bọn họ không muốn bị đánh. Lăng Hàn cười cười, hắn nói, tiền bối võ công cái thế, ta khẳng định không phải đối thủ. Ha ha ha, chư Đông Khôi ta làm sao có thể khi dễ tiểu bối, yên tâm, ta sẽ áp chế tu vi xuống cấp độ của ngươi. Trừ Đông Khôi cười to nói ra, Tốt, Lăng Hàn gật đầu, hắn lập tức giết qua. Ngoá, trừ đông khôi hừ nhẹ một tiếng, tiểu tử này quá trực tiếp rồi. Thực lực của hắn vô cùng cường đại, tự nhiên sẽ không thực bị thương, hắn chỉ hừ nhẹ một tiếng, sau đó hắn áp chế cảnh giới tấn công Lăng Hàn. Bành, hai người va chạm với nhau, trừ đông khôi lập tức kinh ngạc, thân hình bị đánh lui về phía sau. Tiểu tử, người còn kiêm tu thể thuật, hắn nói ra, ha ha, Lăng Hàn chỉ cười cười, trừ đông khôi quát một tiếng, thân thể phản công hắn đánh ra một trường đương nhiên lăng hàn mừng rỡ vì liều mạng với đối phương lực lượng vốn chính là điểm mạnh của hắn có thể nói hắn thiên hạ vô song bành khi hắn đối kháng lăng hàn và chư đông khôi đồng thời lui về phía sau bản thân chư đông khôi lui còn nha hơn hắn lăng hàn kinh ngạc phát hiện lực lượng đối phương tăng lên một mảng lớn giống như đang dung hợp hai chủng lực lượng với nhau tiền bối người chơi xấu hắn lập tức nói ha 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 chơi xấu cái gì chư đông khôi lắc đầu hắn không có ngừng công kích. Ta vốn cũng là thể thuật, trò không vận chuyển mà thôi. Lăng Hàn chỉ kháng nghị, hắn không đặt trong lòng, bởi vì chư đông khôi cũng tu thể thuật, hiển nhiên hắn không kém, có lẽ đã đạt tới cửu trọng thiên, cho nên, hai chủng lực lượng dung hợp cũng chỉ yếu hơn hắn một chút. Đại chiến, chương 4658, bảy thánh tới. Lăng Hàn và chư đông khôi giao phong rất kịch liệt, sau đinh thụ, Lăng Hàn lại gặp phải đối thủ khó chơi. Chư đông khôi cực mạnh, lực lượng của hắn chỉ hơi kém hơn lăng hàn một phần nhưng hắn nắm giữ đế thuật còn có đế kinh thôi động cho nên chiến lực của hắn gia tăng tới chín trọng thiên lăng hàn thì sao cho dù hắn vận chuyển đế thuật cũng chỉ có thể gia tăng chiến lực bảy trọng thiên mà thôi một tăng một giảm rõ ràng là chiến lược chư đông khôi còn mạnh hơn hắn một trọng thiên lăng hàn bị áp chế cái gì tiểu thanh long và đại hắc cẩu đều thất sắc bọn họ đau đầu một lúc trong chiến đấu cùng dai lăng hàn lại bị áp chế Rốt cuộc Trư Đông Khôi năm đó là tồn tại gì mà mạnh như thế? Đây nhất định không phải chân thân. Tổ Vương cũng chỉ có thọ nguyên một tỷ năm, cho dù sống ra đời thứ hai cũng chỉ sống hai tỷ năm mà thôi. Cho nên Trư Đông Khôi chính là ý niệm của Thiên Lạc Thánh Hoàng Hiển hóa mà thành. Ô, chẳng lẽ hắn là đối thủ trên đường thành đạo của Đại Đế năm đó? Nghĩ vậy, Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu đồng thời hít khí lạnh. Lúc trước vị Đại Đế này có con đường thành đạo quá nhấp nhô, đối thủ đều cường đại như thế nếu như ngay cả đối thủ thánh hoàng năm đó còn không thể dẹp yên bọn họ có tư cách già đạt được truyền thừa của thiên lạc thánh hoàng khốn kiếp qua biến thái lang hàn chiến ý hiên ngang nếu đối thủ đầy đủ cường đại có lẽ hắn có thể kích phát tiềm lực của bản thân ông sát khí trùng kích nhưng không có hiệu quả lang hàn hiểu ra đối thủ cũng không phải là chân nhân chỉ là ý niệm trong đầu tổ vương biến thành cho nên tự nhiên không ăn sát khí trùng kích hắn đã có suy đoán như thế đánh ra sát khí trùng kích chỉ để chứng minh mà thôi. Đồng thời, hắn cũng suy yếu không ít chiến lực, nguyên nhân giống nhau. Nhưng năng lực hóa giải công kích của hắn không bị ảnh hưởng, bởi vì đến từ bản thân nên sẽ không bởi vì làm đối thủ có phải người hay không mà sinh ra biến hóa. Tuy chiến lực của Trư Đông Khôi còn mạnh hơn hắn một trọng thiên, từ đó cũng có thể áp chế hắn nhưng không thể hoàn toàn tổn thương tới hắn. Song Phương vẫn cân bằng, ồ, người rõ ràng lại tu ra thần thông như thế. Trư Đông Khôi kinh ngạc, Ha ha ha, người làm ta cảm thấy kinh ngạc. Lang Hàn thay đổi công kích, chiến thuật cũng thay đổi, từ đó nhiều ra một ít điểm thú vị, mỗi một chiêu mỗi một thức đều biến ảo khác thường. Ha ha, kinh hỉ, thật sự là kinh hỉ. Trư Đông Khôi cười to, người đã bắt đầu đi ra con đường của mình, thật đáng mừng. Nhưng con đường này dài đằng đẵng, càng tràn ngập lạc lối, cũng không dễ đi. Lang Hàn cười cười, đây là đương nhiên, nếu như không khó đi, vì sao mỗi thời đại chỉ có một đại đế? cho ta lĩnh ngộ người đời sau lợi hại như thế nào đi. Chư Đông Khôi cũng thay đổi khí thế, tuy lúc trước hắn cường đại nhưng kỳ thật chiêu thức có phần cứng ngắc, giống như dùng đế thuật cường đại rời lên thân thể, cũng không có lĩnh ngộ của mình, nhưng hiện tại hắn cũng giống như lang hàn, đi ra con đường của bản thân. Từng chiêu từng thức, tất cả đều tràn ngập linh tính. Chiến lực của hắn tăng lên không tưởng tượng nổi, bao nhiêu, ba trọng thiên, hí, đế thuật trong tay hắn có thể phát huy chiến lực 12 trọng thiên. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, giống như đế thuật này là hắn sáng tạo ra, cho nên hắn có thể phát huy ra uy lực trí cường. Không thể nào, nội tâm lăng hàn sinh ra một suy đoán nhưng hắn chiến ý của hắn không suy yếu, ngược lại còn mạnh hơn trước. Chiến thắng đối thủ như vậy mới thú vị. Hơn nữa, dù chiến lực trư đông khôi tăng lên ba trọng thiên, hắn vẫn không thể vượt qua năng lực hóa giải lực lượng của lăng hàn, cho nên không thể tổn thương được hắn, chỉ áp chế hắn triệt để mà thôi. Hỗn độn đạo tắc quả nhiên cường hãn. Chư Đông Khôi cảm khái một câu, thật sự kỳ quái, không thành tổ vương lại có thể nắm giữ đạo tắc trí cao như vậy. Hắn cảm thấy nghi hoặc, lang hàn rung động, tiền bối, năng lực hóa giải công kích của ta là hỗn độn đạo tắc. Đúng vậy, đây là đạo phòng ngự mạnh nhất trong thiên địa. Chư Đông Khôi gật đầu, hắn không nhịn được cười to. Kỳ quái kỳ quái thật là kỳ quái, tiểu tử ngươi là quái thai gì thế? Hai người tái chiến, một bên chiếm được ưu thế chiến lực, một bên khác có phòng ngự khó giải. Trong tình huống cùng cấp bậc, bọn họ đại chiến bất phân thắng bại. Trừ khi có một bên kiệt ức, lang Hàn đã sử dụng từng tuyệt chiêu, nhưng dù cho đế thuật ở trước mặt Trư Đông Khôi cũng biến thành trò đùa, hắn dễ dàng hóa giải và không có tác dụng gì. Ha ha, tìm được. Một tiếng cười to vang lên, chỉ thấy bảy tên thánh nhân đồng thời xuất hiện, bọn họ phiêu phù trên không trung, đạo tắc hóa thành kim liên, Thụy Hà, Tường Vân, do bọn họ nắm giữ trong tay. Trừ bảy thánh còn có một đống tiểu bối, tới đây cho bản thánh Ly hỏa thánh nhân lập tức ra tay, hắn nắm lấy lăng hàn. Ha ha ha, dám ra tay trước mặt trừ đông khôi ta, người chán sống đúng không? Trừ đông khôi ném lăng hàn sang một bên, hắn động thân nghình đón ly hỏa thánh nhân. Ba, hắn tát một cái là có thể hóa giải công kích của ly hỏa thánh nhân, thậm chí còn có dư lực tiếp tục tấn công ly hỏa thánh nhân. Ly hỏa thánh nhân lại xuất ra một chiêu, lúc này mới hóa giải toàn bộ huy năng công kích. Hắn ngạc nhiên, đối phương là một thánh nhân. Người đường đường một thánh nhân lại đánh nhau với một chân ngã cảnh, có ý nghĩa hay sao? Đạo hữu xin hỏi xưng hô như thế nào? Ly hỏa thánh nhân hỏi, người ngốc sao, chư đông khôi trách mắng, vừa rồi hắn đã tự giới thiệu. Đương nhiên Ly hỏa thánh nhân biết rõ đối thủ tên là chư đông khôi, nhưng hắn không hề có ấn tượng với cái tên này, cho nên mới phải hỏi chư đông khôi xưng hô như thế nào, đó là muốn hỏi xưng hào thánh nhân của đối phương. Hắn biến sắc, đường đường thánh nhân lại bị nhục nhã. Hơn nữa, hắn còn là thánh nhân đế tộc, đạo hữu người qua, hắn điềm nhiên nói, chư đông khôi cười ha ha, ta phụ trách tỏa trấn không sai, ai đến cũng đối xử như nhau, có thể tiếp ta trăm chiêu là vượt qua kiểm tra. Lăng Hàn cảm thấy bị lừa, tiền bối, người không phải nói đánh thắng ngươi mới có thể vượt qua kiểm tra. a à, ta chỉ trêu chọc ngươi mà thôi, chư đông khôi thuận miệng nói, khốn kiếp, Lăng Hàn cảm thấy phát điên, chơi vui sao, thú vị sao, tốt. Bản thánh tới lĩnh giáo đạo hữu vài chiêu ly hỏa thánh nhân nói ra hắn đánh ra một trường thiên địa đạo tắc hiển hiện và hóa thành ngàn vạn thần liệm quấn lấy chư đông khôi quá yếu chư đông khôi hừ một tiếng tiện tay đẩy một cái thiên địa lập tức khôi phục trong sáng hí bảy thánh nhân đồng thời kinh ngạc trong mắt mang theo khiếp sợ cùng là thánh nhân tứ tinh chư đông khôi nắm giữ đạo tắc còn mạnh hơn ly hỏa thánh nhân một mảng lớn hừ ly hỏa thánh nhân ra tay lần nữa lúc này hắn động thủ thật sự oanh một đầu hỏa long xuất hiện Hoàn toàn do hỏa diễm đạo tắc tạo thành, nó gầm thét và lao về phía Trư Đông Khôi. Lăng Hàn khiếp sợ, uy lực hỏa long này chỉ kém hơn Thiên đạo hỏa một chút mà thôi, nó có thể thiêu chết thánh nhân. Chương 4659, áp chế thánh nhân. Trư Đông Khôi cất bước tiến lên, hắn nghênh tiếp hỏa long, hắn vươn tay bắt lấy hỏa long, sau đó hai tay phát lực, ba, hỏa long bị hắn xé nát. Khốn kiếp, quá bạo lực, Lăng Hàn cảm thấy da đầu run lên, Trư Đông Khôi mạnh như thế nào? Không 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 chư đông khôi này chính là ý một đám ý niệm của thiên lạc thánh hoàng biến thành một đám ý niệm trong đầu đã cường đại như thế từ đó có thể tưởng tượng thánh hoàng lúc trước mạnh đến mức nào chư đông khôi vứt bỏ hỏa long hắn lao tới tấn công ly hỏa thánh nhân hai tay của hắn vung vẩy vô tận đạo tắc hóa thành kiếm chém về phía ly hỏa thánh nhân hắn mạnh bao nhiêu chỉ dùng chân ngã cảnh mà nói đế thuật trong tay hắn có thể phát huy ra chiến lực thập nhị trọng thiên đặt trong thánh nhân cảnh còn mạnh hơn lẽ thường oanh 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 mấy chiêu mà thôi, ly hỏa thánh nhân đã bị áp chế, trong trận chiến cùng dai, trừ đông khôi mạnh đến nổi không có thiên lý. Chỉ 17 chiêu, trừ đông khôi một cước đá ly hỏa thánh nhân bay ra xa. Ly hỏa thánh nhân ổn định thân thể, khóe miệng của hắn xuất hiện một tia máu tươi, ngực hắn bị đá trúng một cước, hắn bị đá bay ra ngoài, hình tượng của hắn cũng thay đổi, việc này cũng làm người ta chú ý. Tiếp theo, trừ đông khôi thản nhiên nói, ly hỏa thánh nhân bại, chỉ 17 chiêu mà thôi. Khó trách trừ đông khôi dám buông hào ngôn, chỉ cần tiếp được trăm chiêu của hắn là vượt qua kiểm tra. Phải biết rằng có thể thành thánh giả, có người nào không phải thiên tài trong thiên tài. Sáu thánh nhân còn lại không nói gì, chiến lực của bọn họ không kém gì ly hỏa thánh nhân, cho dù là mạnh hay yếu, khác biệt rất nhỏ, cho nên, ly hỏa thánh nhân bại trong 17 chiêu, đổi thành bọn họ cũng có kết quả giống nhau. Đi lên là tự dước lấy nhục, thế nhưng đại đế truyền thừa vứt đi như vậy, hư, bản thánh còn chưa có bại, ly hỏa thánh nhân vận dụng đế binh, khốn kiếp, lão tử là đế tộc, trong tình huống nắm giữ đế binh trong tay, hắn sẽ mạnh nhất thiên hạ, tại sao lại tuân theo quy củ của ngươi chứ? Trừ đông khôi nhìn chung quanh, nói, đế binh, không sai, ly hỏa thánh nhân lạnh lùng nói, giao ra truyền thừa của thiên lạc thánh hoàng, nếu không đừng trách bản thánh không khách khí. Ha 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 ha, trừ đông khôi cười to, không coi ai ra gì, giống như hắn không đặt ly hỏa thánh nhân vào mắt. Việc này càng làm ly hỏa thánh nhân giận dữ, nhưng hắn tay cầm đế binh, thiên hạ không đế, hắn là mạnh nhất. Ngươi dám xem thường ta, ông, đế binh lập tức sống lại, đế uy tràn ngập và đáng sợ không cách nào hình dung. Đế, thiên hạ vô địch, hỏi lại ngươi một lần nữa, thánh hoàng truyền thừa ở đâu? Trừ đông khôi cười cười, hắn chủ động tấn công, song trưởng tấn công ly hỏa thánh nhân. Đây chính là câu trả lời của hắn. Muốn chết, ly hỏa thánh nhân cười lạnh một tiếng, bích thủy kiếm chém ra một tia sáng như tấm lụa dường như tinh không tối tăm cũng bị nó thắp sáng đế binh phát huy chém một gã thánh nhân thì có gì phải suy nghĩ chứ hồng quang thánh nhân lắc đầu cảm thấy chư đông khôi thật sự ngông cuồng không nói đạo lý kết quả lại tự chịu diệt phong cạch một âm thanh như thiên địa sơ khai vang lên cái gì mọi người cảm thấy ra đầu run rẩy bởi vì bọn họ nhìn thấy cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi chư đông khôi duỗi tay phải bắt lấy bích thủy kiếm khốn kiếp đây chính là đế binh đế binh chính thức cũng không phải hàng nhái đế binh chém xuống tương đương với đại đế ra tay một thánh nhân có thể ngăn cản tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng trên tay phải chư đông khôi xuất hiện đạo tắc đó là năng lượng tầng thứ cao màu hỗn độn có đạo tắc điệp ra nên hắn có thể đối kháng đế binh phải biết rằng tại sao đế binh lại cường đại đến mức có thể chảm thánh nhân bởi vì đế binh bị đại đế tế luyện từ đó nó có thể dẫn động đạo tắc tối cao dùng đạo tắc nghiền áp mặc ngươi là thánh nhân hay không thánh nhân tất cả đều hóa thành cho bụi Chư Đông Khôi lại có thể dẫn động đạo tắc tầng thứ tối cao, cho nên hắn có tư cách đối kháng Đế binh, mà năng lượng tầng thứ cao cửu tinh triệt tiêu lực phá hoại bản thân Đế binh, đạt đến cân đối hoàn mỹ. Trong khoảng thời gian ngắn, các thánh nhân run rẩy, tay không tiếp Đế binh, tên khốn kiếp này là quái vật gì thế? Tổ vương, chỉ có tổ vương mới có thể làm được. Bọn họ lại chủ động khiêu khích tổ vương chủ động khiêu khích, đây không phải tự rước tử lộ sao? Lúc trước Đa Gia Phật chỉ là chuẩn đế đã có thể đồ sát sạch sẽ thánh nhân trên thế gian, nếu một vị tổ vương xuất thế, thánh nhân. Cho dù tất cả thánh nhân đế tộc mang theo đế binh cũng bị đại đế đánh chết. Đại đế vô địch, đây không phải chỉ nói mà thôi. Nhưng mà thi thể thánh hoàng thì như thế nào, có thể thoát khỏi đại đế tìm kiếm hay sao? Hí, trong khoảng thời gian ngắn, các thánh nhân hiểu ra, đây là thần niệm của thánh hoàng biến thành, khó trách mạnh đến nổi không có thiên lý, trong chiến đấu cùng dai, ngay cả thánh nhân cũng bị hắn đánh bại trong 17 chiêu. Phải biết rằng đế tử là cùng giai vô địch, đại đế chân chính thì sao? Bái kiến thánh hoàng đại nhân, các thánh nhân quỳ xuống, mà những tiểu bối đế tộc đều quỳ xuống. Đế, cao cao tại thượng, không người nào có thể bình khởi bình tọa. Ha ha ha, cái gì thánh hoàng cái giám hoàng, ta chính là chư đông khôi. Chư đông khôi tiện tay bắn đế binh trở về, hắn đứng chắp tay, thần thái rung động lòng người. Đáng tiếc, Ai cũng biết đây chỉ là một đám thần niệm của Thánh Hoàng biến thành, từ khi thi thể Thánh Hoàng xuất hiện, khi đó ý niệm này sẽ dần dần biến mất, tuyệt đối không thể bền bỉ. Thiên địa vận chuyển theo quy luật, người chết đạo tiêu, đây là việc đại đế cũng không cách nào cải biến. Muốn vượt qua kiểm tra, ngăn cản 100 chiêu của ta là được. Trừ Đông khôi cười ha ha, kỳ thật việc này không buồn cười, chỉ có hắn cười mà thôi. Thánh nhân khá tốt, những bọn tiểu bối lại cười, bởi vì biết không thể cười sợ chọc giận vị thánh hoàng hóa thân này nên phải cười tiền bối chúng ta thì sao lăng hàn hỏi a à, các ngươi vượt qua kiểm tra chư đông khôi vung tay lên ba người lăng hàn bị cuốn đi không biết bọn họ bị cuốn đi nơi nào bảy thánh nhân không dám ngăn cản thánh hoàng đang ở trước mặt cho dù là một đạo thần niệm cũng không ai dám sảng bậy bọn họ có đế binh nơi tay nhưng nhiều lắm chỉ có thể tự bảo vệ mình muốn áp chế một vị thánh hoàng nói đùa sao muốn ngăn cản trăm chiêu của thánh hoàng chúng ta khẳng định không được bảo thế hệ hoàng kim tới bọn họ có tiềm chất thành đế có lẽ có thể ngăn cản được thiện bảy thánh nhân đều gật đầu nếu thế hệ hoàng kim không ngăn nổi trăm chiêu của thánh hoàng như vậy bọn họ có tư cách gì trùng kích đế lộ bọn họ phải lui ra khỏi di thể thánh hoàng nơi này che đậy tín hiệu tinh võng hoàn toàn tất nhiên phải đi ra ngoài trước nhanh ba tiểu bối của chúng ta vào trước phật tộc lần này đụng đại vận không ngờ tìm được hạt giống ưu tú như thế có cần áp chế một chút hay không nước của phật tộc phi thường sâu chỉ tam thập tam thiên phật thổ và phật tộc bốn thiên vực đã rất mạnh rồi áp chế sao được